Rồi, xin nghỉ chào cô chú anh chị mình ha. Thì bữa nay ngày 17 tháng 10. Để nghỉ coi là phải lúc này. Đại cũng không nhớ luôn. Rồi nghe. Ngày 17 tháng 10 thì nghỉ lên clip trở lại. Trong thời gian mình nghỉ cũng đâu tháng mấy, gần 2 tháng rồi. Đó, bây giờ nghỉ lên clip trở lại thì cũng mới nhập được ít đồ thôi. Rồi cô chú anh chị mình thì coi cái món nào được thì mình chốt nha, chứ còn bây giờ thì Nghị không có đăng khúm đăng mới như rồi lúc trước kia nữa. Đó, thì giờ Nghị trở qua đăng món hết rồi. Cô chú anh chị nào có ưng cái món nào thì mình cứ gửi tin nhắn bên Zalo hoặc điện thoại trực tiếp đó. Số điện thoại Nghị có để trên cái phần mô tả hoặc trên coi cái miếng bản đằng kia đó, nó có số điện thoại rồi có tài khoản của Nghị đồ luôn đó. Thì cái đó là cái số đó cũng là số Zalo của Nghị luôn. À, còn Nghị cũng nói là đây cái thể loại buôn bán bên Nghị là tất cả hàng hóa bên Nghị bán đều đã, cái này là đã vệ sinh sơ ngang thôi nha, chứ không có làm bén nha. À, còn đây thì hiện giờ Nghị bán món thì cô chú anh chị mình ưng cái món nào thì chốt món đó. Ví dụ bây giờ cái đơn hàng dưới 200 ngàn thì cô chú anh chị mình chịu phí ship nha. Còn đơn hàng mà từ 200 ngàn trở lên á thì Nghị sẽ bao ship. À, rồi cô chú anh chị nào ưng cái mã hàng nào xong thì cứ gửi tin nhắn ok thì bên Nghị sẽ ok cho, nếu còn đó thì ok xong thì đã coi như cái mã hàng đã thành công rồi. Cô chú anh chị cứ dồn đủ hết bao nhiêu mã hàng đó thì Nghị sẽ dồn lại, nếu mà trên 200 ngàn thì Nghị sẽ bao phí ship cho. Rồi thì cái hàng hóa bên đây thì cũng Nghị nói lại là hàng hóa bán cũng như một lần thôi, tất cả thì cái nào vệ sinh thì vệ sinh, còn cái nào mà nó có gãy mẻ đồ này kia ha, tình trạng sao thì Nghị nói gõ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Còn cô chú anh chị có thắc mắc gì thì cứ gửi tin nhắn vô đó rồi hỏi Nghị, hoặc là cái gì đó thì Nghị sẽ tư vấn thêm cái phần đó cho đó. Thì cô chú anh chị mình lưu ý nha, thì Nghị sẽ dơ lên Nghị quay cho cặn vô cái máy cho cô chú anh chị mình thấy cho nó rõ ràng từng cái chi tiết gãy vỡ sao thì Nghị sẽ nói rõ ràng cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi cô chú anh chị nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận nha, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận đó. Rồi cô chú anh chị nào chốt mã hàng nào trên 200 ngàn trở lên thì nhớ cọc cho Nghị 100 ngàn. Cọc trước cho Nghị 100 ngàn thì cái số tài khoản thì có để trên cái bảng đó phía trước đó, thì cô chú anh chị coi theo đó. Thì mỗi đơn hàng trên 200 ngàn thì cọc giùm cho Nghị 100 ngàn. Còn cô chú anh chị nào mua lẻ lẻ thì cô chú anh chị tự chịu phí ship thì khỏi cọc cũng được. Bên Nghị thì buôn bán thì nó cũng rất dễ dàng, hàng quá có sao nói gì chứ Nghị cũng không có thay đổi sao. Cô chú anh chị mình nhớ xem cho kỹ là coi những món hàng mình, món hàng gì, mã máy gì đó. Đừng khi Nghị giao tới, cô chú anh chị kiểm tra cho nó đúng cái mã hàng đó. Mình nhận hàng thôi chứ không có gì chứ. Bên Nghị thì nó gõ gàng lắm, nó gành mạch lắm, chứ nó không có cái gì mà nó gọi là trong đây mà khuất mắt hay là che lấp những cái gì đâu. Có sao Nghị nói vậy, gãy vỡ thì Nghị bán theo gãy vỡ, còn nguyên dạng thì Nghị bán theo nguyên dạng, tùy theo cái tình trạng đó thôi để Nghị bán hàng. Rồi thì Nghị sẽ lên từ cái món, từ chi tiết luôn nha. Thì bữa nay thì trở lại là sau tháng mấy, 2 tháng rồi, thì Nghị bắt đầu từ cái mã A nha, từ cái lô A đó. Cái lô A bắt đầu từ cái mã A1 dài lên. Rồi thì Nghị sẽ ra từ món cho cô chú anh chị nha. Ra món nào thì báo giá món đó cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi bắt đầu từ cái mã A1 đây. Cái mã A1 này đó, thì cô chú anh chị mình thấy rõ nè, cái cây bơm bỏ bò, cái bơm bỏ bò này khá nặng nha. Đây thì Nghị cũng có để cái căn gần bên đây, cái thước đồ tất cả luôn. Nghị sẽ đo, Nghị sẽ căn, Nghị sẽ nói cụ thể cho cô chú anh chị mình luôn tất cả luôn nha. Rồi cái bơm bỏ bò này em vô em đổi nó, đừng chỗ nó rùa ra làm thiếu thì cho lẹ, nó ghi trước cho. Rồi thì cái mã đầu tiên, cái mã A1. Rồi đợi Nghị chút xíu nha, đợi con bé nó ra nó phụ Nghị chút xíu. Rồi cô chú anh chị mình coi cái món nào mình ưng bụng đó mình gán, làm sao là mình sẽ kẹp 3-4 cái mã hàng lại cho nó được là 200 ngàn, được Nghị bao ship cho nó dễ nha. Chứ còn cô chú anh chị mình trả phí ship cũng mất thêm một ít tiền nữa, cũng hơi ngán lắm đó. Thì Nghị cũng nói cụ thể rõ ràng vậy cho cô chú anh chị mình luôn. Cây này thì cái mã A1
là 150.000. Cây này khá là nặng nha, để Nghị bỏ lên cân luôn. Rồi cây này là một ký chín nha. Đó, cây này 1 ký 9. Cây này còn hoạt động bình thường luôn, bơm còn dấu hiệu hơi luôn nha. Đó, bơm còn dấu hiệu hơi luôn. Đây, dây còn luôn nha. Vô ra lò xo còn đầy đủ luôn nha. Đó, cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, ai có cây này thì chốt mã A1. Rồi, mã A1 đây, 150.000 nha. Cây bơm mỡ bò, cây này siêu to nha. Đây, cây này chiều dài nó được là 35 nha, là tính cái thân thôi, không có tính cái cây ngoài này, tính cái thân không là nó được 3,5 tấc. Rồi, mã A1 thì bán 150.000 nha. Rồi, tiếp tục tới A2. Đây, A2 là một cây kéo này. Cái này thì bán 80.000. Rồi, mã A2 lấy cái nồi giấy sạch sạch cho cha luôn. Cô sạch sạch đừng cho lao tay. Rồi, mã A2 80.000. Đây, cái này thì lữ 20 nha. Lữ 20. Cán 45. Là tổng cái cây này là 6 cán 63 nha. Tổng cây này là cán 43 dưới lữ 20 nữa là 63 nè. Đó, chiều dài của nó nha. Cây này thì nguyên dạng toàn bộ nha. Cây này bán lắm. Đó, cây này về là xài thôi, cây này còn chất lượng, ngon lành luôn, không có cán lữ, không gơ, không lắc gì cho luôn nha. Còn bé không mẻ không gì luôn. Đó. Cây này thì Nghị mã A2 Nghị bán 80.000 nha. 80.000. Đó, rồi. Cô chú anh chị nào coi được thì chốt. Đó, do cái điều kiện là ở đây không phải là tự Nghị lên giá đâu, cô chú anh chị thông cảm giùm nha. Con bỏ sổ đi, con chỉ ghi thôi, ghi cái phiếu nè. A2 rồi tới A4 con dán dính đây cho cha. Vì bao nhiêu giá tiền nhiêu cha ghi tự ghi. Đó. Rồi do cái điều kiện là cái hàng quá giờ nó nhập không được, giá rất là cao nha cô chú anh chị mình, thành thử Nghị cũng phải theo thôi. Gắng cố gắng mằng đừng bám trụ cái nghề vì cái đam mê mình một phần nữa, chứ thiệt ra thì cái giá này về thì Nghị chỉ bán lẻ vậy thôi, chứ còn những mối của Nghị là đều lấy không nổi đâu, thiệt lấy bán lẻ là bán không nổi đâu nha. À, anh em nào những cái người mà lấy sỉ của Nghị lúc trước cũng thông cảm giùm, thì không cho hay được đâu, tại giá cao quá rồi. Rồi cái mã A2 80.000. Rồi tiếp tục là A3. Con để A thôi, con đừng khỏi để mã. Rồi, A3 để Nghị chút xíu thì để xin cái giấy cúp lông. Con để chiếc A ta biết. Rồi, A3 là một cây cắt sắt. Cây cắt sắt kẽm. Cây này thì xây nó là 350 nha. Của hết nha. Đây. Của hết nha. Xây 350, lữ không mẻ luôn nha, lữ còn rất là khích, vô ra bình thường, ốc ác còn nguyên zin, tất cả cán bụng đều tay cầm đều đầy đủ nha. Đây, cái này là xây 350. Rồi, cô chú anh chị nào coi cảm thấy cái giá phù hợp thì mua nha, chứ còn giá cả bây giờ thì nó lên rất là cao, cô chú anh chị thông cảm cho Nghị phần đó nha. Đây, cái này rất là đẹp nha. Rồi, cái này A3 Nghị bán 100.000. Rồi 100.000 nha. Mã A3. Thay đổi chút xíu mà giờ nó cũng hơi gối hơn một lần lắm rồi. Một lần thì mình đăng khúm đăng mớ Nghị sẽ chảy ra hết cho cô chú chị mình thấy. Nhưng mà giờ do cái điều kiện nó không có ổn định giá cả, nó bắt buộc Nghị phải đăng món gì rồi. Cô chú chị mình thông cảm dùm cho Nghị phần đó nha. Rồi A3 100. Rồi A4. Con sắp sắp qua từ đó dài quá nha. Rồi A4 cây này là cây cũng cắt kẽm luôn nha, cắt chắc cắt kẽm nha. Cây này là xây nó 450. Đó. Còn nguyên hình dạng hết nha. Nó ốc mát còn zin hết toàn bộ, sạm sạm gì thôi chứ còn thì ra còn rất là đẹp nha. Miệng đây. Miệng còn rất khít nha. Miệng
vẫn còn rất thích, nhưng mà có một cái miệng này nó hơi tưa nhẹ nha, mẻ nhẹ chút xíu nha. Đó, về cô chú anh chị mình lấy mở ra lấy đá cắt mình vuốt nhẹ thôi, gọi là mình vuốt cho nó bớt cái sừng này thôi. Đó, bớt cái sừng này thôi nha, chứ cây này còn ngon lành lắm, chứ không đánh đổi mà phải cắt không được đâu. Rồi mã này là mã A4 nha, A4 120.000 đó. Tại cái cây này nó hơi sừ sừ cái lử, nghĩ bán 120.000 chứ đúng lý cái giá nó không có giá này đâu. Cây này là nếu nó còn lử còn ghim luôn thì chắc có lẽ nó nằm phải từ 150-170. Lúc trước thì giá nó thấp lắm, còn bây giờ thì giá nó rất là cao nha. Rồi mã A4, A4 đây, mã A4 nha, 120.000. Rồi Nghị cũng nói lại nha, cô chú anh chị mình đặt hàng gọi trực tiếp vô cái số điện thoại này cho Nghị nha, cái phần số điện thoại này đó, còn số tài khoản thì để bên đây đó. Còn cô chú anh chị nào mua được đơn hàng dùng được nhiều mã vô đơn hàng mà được 200.000 đó, gom lại được 200.000 thì Nghị bao ship nha. Đó, còn cô chú anh chị đặt hàng từ 200.000 trở lên rồi thì mỗi một cái đơn hàng gì là cọc cho Nghị 100.000, cái số tài khoản Nghị có để đó luôn. Mã A4 120.000. Rồi qua mã A5 đây tới cái vàng mỏ đất gan mỏ đất thường. Rồi, đây là Nghị để cho một cặp luôn, một cặp này hai cây này nó giống thịt nhau luôn. Hai cây này đều là của hết hết nha, hai cây này tình trạng nó gần là giống nhau, cây này thiếu lò xo Nghị sẽ để vô cho cái lò xo đó, Nghị bao có lò xo luôn. Còn cây này lò xo cũ, lò xo ghim của nó còn, còn là này thì Nghị sẽ lột cái lò xo bên cây kia cũng là lò xo ghim, Nghị sẽ để vô luôn. Rồi hai cây này đó, tình trạng thì lử thì toàn bộ nguyên cây còn ngon lành hết, nhưng mà lử nó có một cái là nó cái không có dập nha, nhưng mà cái độ bén thì mình gờ nó không còn giống như là mới nữa. Đó, đúng của nó là mình nói lử đẹp á, là gờ như gì nó còn cái độ sắc nè, còn bây giờ cái lử này thì nói chung là nó cũng hơi là cái cạnh bén bên ngoài nó hơi mòn mòn hơi nhẹ nhẹ thôi. Đó, chứ găng cỏ thì không có dập nha, cái nào Nghị nói cho gõ, Nghị quay rất là gõ và Nghị nói rất là kỹ cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, con nhìn thử cái quay ngay không. Đó, đây găng cỏ đồ cắt cái còn cũng tương đối ngon nha. Đó thì hai cây này, một cây là mã A5 và một cây mã A6. Con ghi số bự bự lên chút ta không thấy đó. Một mã A5, một mã A6 thì hai cây này thì sẽ bán đồng giá, hai cây này giống thịt nhau luôn. Cây này thì Nghị để lò xo nó cũng nhảy gan vậy thôi, nó không có khác gì đâu. Lử thì hai thằng này giống thịt nhau luôn. Đó, găng bọng hai này giống thịt nhau luôn. Nó cũng hơi mòn cái độ bén ở bên ngoài chút xíu thôi, chứ còn găng không có dập nha. Đó, thì hai cây. Thì hai cây này Nghị sẽ cây này cây bên đây A5. Không biết nhiều để cho vừa luôn. Ký mấy, 2 ký 2 luôn. Rồi cây này thì Nghị bán cho cô chú anh chị mình là 180 cái mã A5 nha. Đây mã A5 180. Rồi mã A6 thì Nghị nói cái tình trạng mã A6 chút xíu. Cái lò xo thì Nghị sẽ bỏ vô rồi, không nói thì nó cũng giống như cái kia thôi. A6 nó có bị nứt đây chút xíu nè. Của chú anh chị mình thấy chỗ cái tay Nghị chỉ không? Nó đã bị nứt đây chút xíu xíu nè. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu, tại cái này nó cũng không phải là cái chịu lực gì nhiều đâu. Đó, bên này thì không có nứt nha, bên này có nứt chút xíu. Thì con này Nghị sẽ bớt cho, thì con này Nghị tính là giá là 150.000. 150.000 nha, cái mã A6. Đây mã A6 150.000. Rồi qua mã A7. Dùng cái tem nó bay luôn.
đây, A7 là con này. Con này là xây nó là 350. Cam còn đẹp nhưng mà tình trạng bên ngoài nó hơi đóng sạm sạm gì thôi, vô ra bình thường nha. Con này thì dấu hiệu găng nó còn dính tay nha. Đó, có sao thì nói nghĩ nói vậy nó hơi ngọn chút, nghĩ cũng nhắn nói cho cô chú chị mình để mình dễ có theo dõi coi mình có ưng bụng cái đó không. Con này thì lò xo được các cái còn nguyên nha, nhưng mà lò xo nó hơi dính, giống như dính xét trong này nhẹ thôi. Cô chú anh chị về mở ra hết, gõ nó cho lò xo nó nhảy lên nhảy xuống được rồi. Đây là cái lợi cái lò xo nó đây đó, chứ nó không có lại gì chứ. Cây này nó không hư hao chứ, găng còn rất là bén nha đó. Cây này găng còn rất là bén luôn. Rồi mã A7, đây mã A7, mã A7 cây này nghỉ bán 100.000 nha, 100.000. Rồi trong khi thì Nghị trực tiếp Nghị nói đây, thì Nghị nói lại cho cô chú chị mình cái nữa là ví dụ giờ trong khi Nghị thay đổi qua cái quy cách bán như gì, có cái gì nó không phù hợp hay là cô chú chị mình thấy có cái gì đó thì góp ý cho Nghị, Nghị chân thành cảm ơn nha, chứ Nghị cũng không biết làm sao. Tại mình mới thay đổi qua mình làm lại theo cái kiểu cách khác thì nhiều khi nó không có có cái ba game ngày xưa nó đã bị thay lệch rồi thì nó cũng hơi khó cho cô chú anh chị mình một phần, nhưng mà cái này là bắt buộc là mình phải chịu rồi đó. Rồi còn cô chú anh chị mình thì Nghị đăng gì thì những cô chú anh chị mình mà mua đồ mà để xài trong gia đình á thì rất là dễ lựa chọn những cái món mình cần thiết nha. Chứ ngày xưa thì Nghị bán khúm mắm mớ thì có nhiều anh em ta cũng nói chơi tôi lấy món một món này món kia món nọ, thì cái đó Nghị không có thời gian để Nghị lựa. Còn bây giờ Nghị sẽ lên từ món gì rồi ai thích món nào chốt món đó, chốt vài ba món được dọn đơn lại đó. Rồi mã A7 100.000. Rồi mã A8, đây mã A8 là cây này của thằng MCC nha. Đó, của MCC xây 350, miệng mồm vô ga bình thường, găng cỏ còn rất là đẹp nha. Cây này găng còn rất là đẹp. Đây đó, thằng này của MCC nha, xây 350, miệng thẳng, dòng này miệng thẳng, còn lò xo luôn nha. Cây này rất là đẹp luôn, mình nhìn đây đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Vô ga bình thường hết tất cả luôn. Rồi cây này thì cây xe 350 này miệng thẳng này thì nó mở miệng được cỡ khoảng là 50 nha, 50-52 gì nè đó, mình tính như 50 thôi. Rồi con này thì mình bán 130.000 A8. Rồi mã A8 130.000 nha. Đó, cô chú anh chị nào coi ưng bụng thì chốt thôi. Những cái này thì giờ nói chung bên em đi, còn giá này chứ chỗ khác hình như là chút thôi, cô chú anh chị coi chừng mua không được á. Rồi qua mã A9. A9 đây, A9 là một cây thăng nhôm, thăng nhôm nhưng mà miệng sắt nha. Đó, cây này xây nó là 350, cũng của MCC luôn. Cây này thì còn lẫy còn lò xo luôn nha, còn vô ga nè, bóp còn nhảy nè, vô ga bình thường. Miệng cực kỳ, con này miệng đẹp nha, con này miệng ngang nha, con này miệng G là gì, là nhám tay luôn nè, G nhám tay luôn đó. Do em mới có vệ sinh sơ cái em lau dầu đồ này kia coi chó được thôi. Con này thì 150.000 nha, xây nó là 350, 150.000. Rồi cái gì cô chú chị mình nghe không rõ hoặc là thấy không rõ thì cô chú chị có ấy thì điện hỏi hoặc nhắn tin hỏi em nha. Đó, cái này cực kỳ là đẹp luôn, 150.000 nha. Mã A9. Rồi có mã A10 đây. A10 đây, con này con xe 250. Con này cũng Mitsubishi nha. Con này là còn lò xo luôn, vô ga bình thường luôn. Đó, vô ga bình thường rất là nhẹ nha, thì đã vệ sinh hết rồi. Con này găng còn tương đối nha. Nói chung là không dập, cái nào có dập, có mẻ em nói. Còn găng mà Nghị nói tương đối, tất nhiên là nó không dập, không mẻ. Nhưng mà có một cái là găng nó hơn, mình gờ gì nó không nhám tay nè. Đó, gờ gì không nhám tay. Tất nhiên là cái độ bén của cái găng này nó bị mài mòn đi chút xíu rồi. Nhưng mà xài vẫn ok nha. Đó. Rồi con này Nghị bán cho cô chú anh chị mình là 80.000. Thôi 70 thôi. Con mã A10 70.000.
Ngày xưa bên Nghị theo con này chắc Nghị bán chừng cỡ khoảng 40 ngàn, 40 con nào đẹp thì là 50, chứ không có tới cái giá đó đâu đó. Nhưng mà giờ giá đồ nó lên gấp đôi mà còn không có giá, con không có đồ bán. 2-3 tháng nay Nghị không có được cái miếng hàng nào luôn, giờ phải bóp bụng nhập 2 tấn đó, giá lên gấp đôi, hơn gấp đôi luôn. Rồi mã A10 Nghị bán 70 ngàn nha. Rồi A11, đây A11 là con này, để gì đi, để con để y nãy đi nha, để nó mắc thằng hãng đó. Bấm về chỗ số 1 nè. Rồi mã tiếp tục tới A11. Đây con này là xây nó là 375 nha, xây nó 375, con này cũng hít nha, nhìn thấy rõ không con đó. Xây 375 cũng hít nha, mã 11. Đây con này thì hoàn toàn là nguyên dạng toàn bộ nha, con này nguyên dạng toàn bộ, đây có đóng da băng đàng hoàng nha, có logo đàng hoàng luôn đó. Con này thì vô ra bình thường, miệng không có dập không mẻ nha, miệng này không dập không mẻ, nhưng mà ở đây nó có một cái nó hơi gơ nhẹ. Nói chung là mỗi lớp là nó cũng phải cái nào nó cũng phải gơ nhẹ rồi, nhưng mà con này nó hơi gơ nhiều hơn ta một chút đó. Con này thì nói chung là giá trị nó cao lắm nha, tại vì cái xây 375 nó rất là hiếm, nó cực kỳ là hiếm luôn đó. Một nhiều khi về 100-200 cây mỗi lớp đi nữa thì nó cũng có, dữ lắm là 1-2 cây rồi, chứ nó không có được nhiều như người ta đâu đó. Thì con này thì Nghị bán cho cô chú anh chị mình là 170 ngàn, 170 là cái mã A11. Đây mã A11 170, A11 xây 375 nha. Con này thì miệng khỏi chê của cô chú chị mình, vô ra bình thường hết, rất là nhẹ nha, chỉ có cái nó hơi gơ nhẹ. Rồi 170 ngàn. Rồi qua mã A12, A13. Đây A12, A13 là xây nó là xây 300. Đây A12, A13. Rồi A14 luôn. Rồi 3 cây thì Nghị 3 cây này không đồng giá nhau nha. Thành thử Nghị mới để gì. Rồi Nghị nay sẽ nói từ cây cho cô chú anh chị mình luôn. Cây này là của Top nha, cây này của Top, thương hiệu dữ luôn đó. Miệng thì còn đẹp nha, đây miệng còn đẹp, vô ra bình thường nha. Tất cả những cái đồ này là mỗi lớp đồ này kia thì Nghị làm cho sống hết luôn, kích bon luôn nha đó. Kích ghim luôn, chứ khỏi có nói cái miệng thở miệng gì luôn, mà thương hiệu nó là Top luôn đó, xe 300. Rồi con mã 12 này Nghị bán cô chú chị là 100 ngàn. Con mã 12 nha, con của Tết. Đây mã 12 100 ngàn. Rồi qua con mã 13. Mã 13 là con này của Sanki nha. Thì Sanki với Tết thì nó cũng tương đối nhau thôi, chứ nó cũng không có thằng nào hơn nào đâu. Đây đó, của Sanki nha. Con này thì bên đây nó sạm hơn con kia chút xíu, nó vô ra cũng bình thường, mà con này miệng đẹp hơn con kia luôn. Con này độ khích nó khích hơn luôn, khích hơn cái con vừa rồi. Đây khích hơn luôn, khích như giống như chưa xài vậy đó. Nó chỉ có cái nó sạm hơn con kia chút xíu, cũng là xây 300 luôn. Rồi con này cũng 100 ngàn luôn, mỗi lết 300 nha. Cái nào mỗi lết 300 con ghi mỗi lết 300 hay là để đó nữa cha ghi cũng được. Rồi 100 ngàn luôn. Cái mã A13. Đây A13 nha, chị cầm lên gì cho cô chú anh chị thấy từ cái mã số nó với cái giá tiền luôn đó. Thế mặc dù nó hơi sạm nhẹ thôi, nó về mình xài nhà nó cũng không đến nỗi phải cần phải đẹp đâu. Đóng da băng luôn, mấy thương hiệu này thì khỏi cần phải lo rồi. Rồi tiếp tục tới con này, con A14. Con A14 miệng cũng đẹp luôn. Con A14 này là của Lotter nha. Lotter biểu tượng của nó là con tôm, cái hình logo của nó là con tôm. Đây vô ga vẫn bình thường nha, miệng cũng rất là thích nha, độ gơ còn rất là ít nha. Đây đó, con này thì nó hơi xấu ngoại hình hơn chút xíu đó. Con sao thì Nghị quay rõ ràng cho cô chú chị như vậy. Con này thì Nghị bán 80 nha, 80 ngàn.
con A14 nha, con A14 thì bán 80.000 nha, xây 300 luôn của Lotte nha. Rồi tiếp tục tới đây là hai con này. Đó. Hai con này là xây 250 nha, con này như mới chưa xài luôn nè, con này như mới chưa xài luôn. Đây thương hiệu này thì nó cũng hơi lạ lạ nha cô chú anh chị mình, nó để là IS cái logo nó đây, cái mọc này mọc Nhật nè. Đó, con này thì miệng thì giống như cái mới luôn, nó rất là khít mà không có một cái gì mà gọi là chày trụ bên đây luôn, chỉ có cái là nó hạ mà sạm cái hình thức này thôi, sạm nhẹ thôi chứ không phải được nó sạm nặng nữa. Đó, con này nó rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đây con này quá ok luôn. Rồi con này thì mã A15, A15 nghị bán cho cô chú anh chị mình là 60.000. Nghị gắng cố gắng làm sao Nghị đưa về cái giá thành thiệt là rẻ nhất cho cô chú chị mình, nhưng mà Nghị phải có lợi nhuận nha, nó chứ không phải rẻ mà không có lợi nhuận là thua đứt đường luôn đó. Đó, về làm sao cái giá thích hợp nhất cho cô chú chị mình luôn. Cây màu lết như gì mà 60.000 em bao giá luôn, em bao giá luôn, nhưng mà em nghĩ là em mua số lượng là mua tắm đó, rồi về em phân ra làm sao mà miễn mình có lời chút đỉnh, rồi cô chú chị mình dễ mua. Những người có thu nhập thấp nha, đó, những cô chú anh chị mình trong ruộng trong gãy nè, đó, nói chung là không có điều kiện mà để tiếp cận những cái hàng quá mà nó giá cực là cao, cực là quýp á, thì mình sẽ khó mà tiếp cận những cái hàng quá đó. Đó, còn những cô chú anh chị thu nhập thấp thấp thì những cái dòng mà 5-30 ngàn, 60-70 ngàn thì chắc có lẽ cũng có khả năng để gắn gán mà mua được những cái cây cũng là gọi là thương hiệu với người ta để xài. Đó, đây mã A15 nha, 60.000. Rồi tiếp tục A16. Đây A16 thì cây này nó hơi sạm da hơn chút xíu nha. Con hồi nãy, con cái A15 hồi nãy đúng lý em bán cái con đó phải 70.000, nhưng mà con đó cái thương hiệu lạ quá em không có biết. Thành thử ra thôi. Thì cái nào không biết thì mình tính theo không biết giá nó nói hơn chút. Rồi con này vẫn 60.000 luôn nha. Con này thì màu nó sạm hơn con kia, nhưng mà được có cái con này á, thì nó là Sankey nha. Đó, con này của Sankey xây 250. Đây miệng thì cô chú anh chị mình không thấy một cái dấu vết gì mà gọi là cái miệng này bị chợt và bị chày bị mẻ gì, cái đây là không có luôn nha. Đó, nó giống như là mới luôn, nó khít bon như gì luôn nè. Nó chỉ có một cái là nó sạm bên ngoài mình hơi khó coi chút xíu. Rồi cô chú anh chị mình gắng cố gắng, ví dụ mình mua được hai món, mình gắng cố gắng thêm món nữa hay gì đó, đừng cho cái tổng cái đơn hàng của mình từ 3 mã 4 mã gì đó được mình gom lại cho được 200.000. Đó, được 200.000 được mình được bao ship cho nó rẻ hơn chút nha. Chứ cô chú anh chị mình mà ví dụ nhận về thì cũng phải mắc được mắc hết 20-30 ngàn tiền ship rồi đó. Đó, cô chú anh chị mình gắng gắng thêm coi gì mình cần xài mình gom lại cho được 200.000 dùm cho Nghị, đừng nghĩ bao ship cho cô chú anh chị mình. Đó, chứ còn nếu mà bán một món đồ gì mà có vài chục ngàn mà nghĩ bao ship nữa chắc có lẽ là không đủ vốn nữa. Đó, cô chú anh chị gắng cố gắng thông cảm cho Nghị cái phần đó nha. Rồi mã 16 60.000 nha. Rồi qua mã 17. 17, 18, 19, 20. Đó. Đây. Thì bốn cây này. Đây 17 đây. 18. 19. 20. Đó. Rồi bốn cái cây này thì bây giờ Nghị cũng biết sao đánh giá, nó cũng tương đối với nhau thôi. Đó, cây này là của Top nha. Cây A17 của Top. Cây A18 của Top nha. Miệng mồm thì nó tương đối nhau, nó cũng còn rất là đẹp nha. Rồi mã 19. Mã 19 này của thằng Yamako. Đó, Yamako nha. Còn mã 20 thì của thằng Lotte. Đây của Lotte đây. Đó, thì ba mã này, đó, cô chú anh chị nào thích cái mã nào thì lấy cái mã đó thôi. Đó, mã nào thì cũng vô ga bình thường, Nghị làm sống hết nha. Đó, làm sống tất cả những cái này hết cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, là ba mã như vậy. Bốn mã như vậy. Thì mỗi một cây này thì bán sẽ 40.000. Đó, cô chú anh chị thích cây nào lấy cây đó thôi. Nghị về với cái giá rẻ nhất cho cô chú anh chị mình luôn. Đây. Cây này. Cây này của Top nha, cây mã 17 của Top 40. 40 cành. 18
đây 18 cũng của top luôn nha, 40k. 19 40k. Thì trong khi Nghị nói như vậy thì Nghị nhiều khi kiểm tra mình nhìn ngang nhìn dọc gì mình không thấy nó bị lỗi đâu, nó tất nhiên không mảy không mẻ không gãy thì ở đây Nghị không nói. Mà nhưng mà khi cô chú anh chị mình về kiểm tra hàng, nhận hàng kiểm tra hàng mà trên đây thấy Nghị không có nói có chữ có nói ví dụ gãy vỡ gì trong đây mà giờ nó có thì cứ điện trực tiếp cho Nghị, đừng Nghị xử lý cái đơn hàng đó nha. Đó, chứ đừng có nói giờ bán thì gãy không nói để về đây đưa cho tôi vậy gãy gì thì sao tôi xài. Thì trường hợp đó thì cô chú anh chị điện cho Nghị, hoặc là mình thấy mà nó gãy thì mình có được quyền hoàn trả hàng lại. Đó, nhưng mà tốt nhất điện cho Nghị, đừng mình nói chuyện nhau cái đi rồi hả cho nó dễ. Rồi A19 cũng 40. Rồi A20 cũng 40 luôn. A20 của Lotter nha. $40,000 luôn. Đây. A20 cũng 40. Rồi, A21, A22. A21, A22 thì bán gì cũng biết sao bán đi. Cái này nó của thằng Extra. Đó, cái này như mới chưa xài nha. Cái này như mới chưa xài luôn. Xay nó là xe thằng này là 150 nha. Rồi. Cặp này người bán 50.000. Bán hai cây luôn nha. Rồi mã 21 hai cây này. Thằng này thì thương hiệu gì cũng hơi lạ lạ nè. Đó. Thì hai cây đó người bán 50.000. Mã 21 hai cây. Chứ nó lẻ lẻ có đơn hàng có 20-30.000 nó mất công đó. Rồi hai cây như gì thì bán 50.000, cây 25.000, không có đâu có giá này luôn. Cái nào hai cây tôi bỏ vô bọt nha. Rồi tiếp tục tới cái bơm mỡ bò nhỏ là mã 22 đây. Thì cái bơm mỡ bò này hoàn toàn còn ok xài bình thường luôn nha. Bơm như gì là cảm giác hơi nè, chỉ có cái là nó hết mỡ bò. Đây vô ra bình thường còn lò xo còn nhảy luôn nha. Cái này cực kỳ là đẹp luôn, nó chứ không phải giỡn giỡn đâu. Cái cây này là về là vô bò là xài thôi chứ không có gì chứ. Size của nó là được cỡ khoảng 25. Cái thân không nha, 25. Rồi cây này Nghị bán là 80.000. 80k nha, cây bơm mỡ bò nhỏ 80k. Hoạt động bình thường nha. Vô mỡ bò, bơm lại chút xíu là lên mỡ bò. Rồi đợi nghỉ nữa chút xíu. Rồi cái này đây chất lượng nha, cực kỳ là đẹp luôn. Hai cái này mà cô chú anh chị nào trồng cây trồng đồ nè, mình có thể mình xúc đất mình vô phân vô đồ cho cây nè, hoặc là mình nhổ cây đúng cây đồ cũng được luôn nha. Cây này là cây sủi này rất là dày nha, đi nóc toàn bộ luôn. Đó, rồi cặp này Nghị bán 50.000 nha. Mã 23 50.000 hai cây này. Đây hai cây như vậy 50.000. Cây 30 cây 20 nhưng mà không xé lẻ nha, ai làm được thì làm. Cái này toàn bộ là inox nha, thương hiệu được có nè, cán còn đẹp luôn. Đó, Nghị đã vệ sinh rồi nhưng mà do mình bóp tới bóp lui gòn cái chất dầu đó với xét nó ra thêm nữa rồi đầu nó sạm sạm vô đây, cô chú anh chị nhìn về vệ sinh nhẹ cái nữa đẹp long lanh luôn. Rồi hai cây này mã 23 250.000. Rồi mã 24 thì Nghị có cái cây này. Đây cây này
Cái này thì anh em nào mà cào bằng cái gác gến đồ rất là hay nha. Đó, thì đây nó có tăng đường nha. Đó, khi mình xài rồi mình xếp lại phái dưới đây luôn. Cô chú anh chị mình thấy rất là gọn không? Gọn rất là gọn luôn. Đó, để mình cào gác gom được trong nhà mình ha, giữ rảnh dưới cống rồi đó, mình sợ dơ tay rồi đó thì mình xài cái cây này thì ok luôn. Đây, đưa nó ra, đưa ra mình phá lại rồi mình cào gác gến bọc mẹo rồi nè. Đó, quá trời đẹp, quá trời ok luôn, còn đội gì nữa. Đó, người ta thiết kế cái đồ mà để móc gác móc đường của người ta nhìn thấy cũng còn lịch sự. Rồi đây. Đó, rồi cái này nghĩ bán 50.000 luôn, mã 24 50. Đây mã 24 nha, 50.000. Rồi qua mã 25. 25 thì cây này, một cây đó đây để nghĩ tính từ từ vô. Cây đó với cây này, đó. Hai cây. Hai cây này. Đẹp không? Rất là cứng chắc nha. Hàng thoải mái luôn. Rồi cặp này thì cũng bán 50.000 luôn. Ai thích món nào thì làm món đó, vì đó nó từ món vậy cô chú anh chị mình dễ có mua lắm. Chứ để nhiều khi ngày xưa gom một món cái 200.000, nhiều khi cô chú anh chị ngán tiền lắm. Mình về nhiều khi trong một mớ đó mình xài được có 2-3 món à, còn mấy món kia mình chưa có xài thì giờ nó cũng phí. Giờ như gì nè, nó dễ xài. Đó, cặp này toàn bộ là đồ đẹp không nha. Đồ này thì thấy sắc sảo lắm. Rồi 50.000 nha. Rồi thì sẵn đây cô Nghị cũng nói lại cho cô chú anh chị mình luôn nha, số điện thoại thì Nghị có để đây, số này là cũng số Zalo nha, số tài khoản thì cô Nghị cũng có để đây. Thì cô chú anh chị ưng cái hàng nào thì tốt nhất nên mình nên nhắn tin đi. Nhiều khi á là Nghị nói điện á thì người này cũng điện, người kia cũng điện, người lại cái hỏi một vài câu với 5-3 phút và đồ này kia á, thì nó bị tất nhiên cái máy nó bị bận liên tục à. Nhiều khi cô chú mình điện cũng được cái bực đó, cô chú anh chị cứ gửi tin nhắn qua Zalo hoặc qua tin nhắn thường thì gửi rồi thì trả lời rất là nhanh, thì trả lời từng người nào trước thì trả lời trước, người nào sau thì trả lời sau. Nên nếu mà đặt cái đó mà còn thì Nghị sẽ chốt liền cho cô chú anh chị mình luôn đó. Thì ok là đã thành công rồi. Nhớ nha, cái thằng này là cái thằng nó bị khó nhất là trong cái vấn đề mua bán nè. Có những cô chú anh chị mình á mua rồi nhưng không có gửi cái địa chỉ, không có gửi số điện thoại, không có gửi cái gì cho Nghị chân á, thì Nghị không có gửi hàng được. Trong khi là mua rồi gửi tí đi là được rồi, rồi không có gửi gì rồi làm sao Nghị gửi được đâu, điện không được, nhắn tin lại cũng không được luôn đó. Cô chú anh chị nhớ lưu ý là khi bên Nghị đã ok cho cô chú anh chị rồi, tất nhiên là đơn hàng đã thành công rồi đó, đó là bên Nghị đã chốt cho cô chú anh chị mình rồi, thì cô chú anh chị nhớ gửi cho Nghị cái địa chỉ, số điện thoại, tên, nhớ gửi liền rồi dùm cho Nghị, đừng Nghị làm tốc hành giao tới cho cô chú anh chị càng sớm càng tốt nha. Đó. Rồi thì mỗi một cái đơn hàng vậy đó, từ 200 trở lên thì cô chú anh chị mình cọc cho Nghị mỗi một đơn hàng như vậy là 100.000. Còn cô chú anh chị nào có thơm thảo thì chuyển hết cũng được, thì bên Nghị bán thì cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị mình cũng đã hiểu bên Nghị bán rồi đó. Nói chung là mình mặc cái gì cũng vậy chứ, cái uy tín là nó được đặt lên hàng đầu là cách ăn đi. Đó, chứ đừng có mà suy nghĩ gì cho quan hệ thì ok gì đó, cô chú chị cứ khỏi lo. Rồi tới cái mã A26 đây thì ba món này Nghị để cho là 60.000 thôi. 60.000 ba món này nha. Một cây xuống này nha, xuống này cũng cứng cáp lắm nha, chứ không phải là cây mỏng như là giấy đâu nha. Một cây cào 5 găng nè, rồi một cây xuống này nữa nè, để đi xúc đất xúc phân rồi mình trồng cây trồng rau đồ này kia rất là ngon nha. Ba cây này đó, mã 26 nha, mã 26 ba món như vậy Nghị bán cho cô chú anh chị 60.000 thôi đó. Tùy theo cái giá trị của cái sản phẩm nha, đó. Nó đẹp hay nó xấu hay nó còn chất lượng sao được mình mới đi đường mình bán thôi. Ba cây này
ba cây này đây. Đây một cây cào cỏ nữa, cây cào cỏ này đẹp long lanh luôn, hơi dâm dâm mẻ thời về mình liếc nhẹ cái nha, cán bọng ok luôn. Một cây xuống nè, cây xuống nhỏ dày, một cây xuống mini và một cái cây sủi. Rồi bốn món này nghỉ bán cho 50.000 thôi, bốn món gì 50.000 thôi, rất là rẻ. Ở đâu mà một món đồ mười mấy ngàn đâu có đâu. Rồi mã 27 nha, 50k bốn món này. Đây 50k mã 27 nha cô chú anh chị mình, thì nó có hơi sàn sạm thôi chứ còn đẹp lắm. Rồi 50k. Rồi qua 28. Đây 28 thì có gì, có cây này. Cây này là cây nói chung là hơi bị quýt đó. Cây này thì khỏi có bàn cãi tới cái vấn đề cái chất lượng đó. Rất là dày nha. Ở đây nó có cái đầu này để đóng luôn. Nó tất nhiên là mình sủi những cái nặng nặng đó có thể là mình đóng nó được luôn. Đó, nó cứng dữ dằn, nó cứng luôn, bẻ không có kệ mà cong luôn nha. Rất là dày, rất là cứng. Rồi cây này thì bán 40.000 nha. Đó 40.000 cây này. Đó, ai làm được thì làm. Chứ cây này thì nói chung là hơi bị hiếm. Rất là dày mà nó là thép trắng hơi inox gì nữa. Đó, mã 28 nha. 40.000. Đây mã 28 40.000. Do là cái điều kiện là nó không có hàng, rồi chị nghỉ tới 2 tháng gì đó. Rồi người mặn là người ta cũng phải đi tìm một cái phương hướng khác để người ta mà ăn. Chứ người ta đâu có ở đây chờ mà được đâu. Thành thử thì cũng không biết nói làm sao luôn. Rồi giờ có đồ lợi rồi tóc ngang gì rồi người ta đây mặn công ty hay đi gì hết rồi, làm sao mình kêu người ta về được đây. Đó, nó cũng khó cho người ta. Rồi đây em có một cặp này. Đó, cái cây này để cũng siêu hiếm nha. Cây này thì thường bên em bán 50.000 một, 30.000 một cây bán lẻ nha. 30.000 một cây. Đó, một cặp này á, nếu còn nguyên vẹn không mẻ không gãy cán bọng gì nè thì một cây gì nè em bán tương đương cỡ 30.000. Rồi em bán cặp này 50.000 nha. Đây cặp này cán bọng nguyên vẹn nha. Mấy cái này hình như chưa xài không nào, mà do người ta để ngoài bãi á, cái nắng mưa nó bị sạm sạm vậy thôi. Đây bên nào cũng đẹp chứ nha. Rồi cặp này em bán cũng 50.000 nữa nha. Rồi 50.000 kè tặng cho ngay đây luôn. Đó, 3 cây cây này không là người bán 20.000 nè. Nhưng mà thôi kệ, bán 3 cây này 50.000 đi, chứ bán 2 cây nhìn thấy nó hơi mắc. Cào cỏ. Để gì đi cho nó ngắn gọn đi. Rồi 3 cây này người bán 50.000 nha. Mã 29 nha. Rồi qua mã 30. Mã 30 thì có một cây cào này với một cây sủi này. Đây mã 30 nha. Đây đó, cô chú anh chị nghe cái chất lượng đó nè. Đó, một cặp này nha. Rồi một cặp này của mã 30 luôn, em bán cũng 50.000 luôn. Rồi nó có lỡ hơn 5.000, 3.000 mình cũng tính cho tròn tròn 50.000, dễ tính tiền. Chứ cặp này mà 50.000 thì nói chung là nó cũng hơi rẻ. Tại cái cây sủi này không là cô chú anh chị cầm đi mua 30.000 mua không được cây sủi B này nữa. Một cây cào nè, còn long lanh luôn. Hai cây này 50.000, mã 30. Rồi qua mã 31. Thì mình sẽ thay đổi cái đó nha. Rồi mã 31 em có một kem khăn tay. Đây kem khăn tay. Cái này thì nguyên khăn nguyên vẹn hết nha. Cái tay cầm trên bằng sắt luôn nha.
nó bằng sắt cứng lắm nha. Đầu cổ thì vô ra bình thường, vô ra bình thường hết nha. Đó, quay rất là nhẹ luôn. Đó, cây này thì anh em nào sưu tầm đồ cổ để trưng bày cho mấy cái phòng khách, phòng đồ đó hay hoặc quán cà phê được thì mấy cây này thì khỏi có chê rồi, khỏi có bàn cãi tới cái trình độ nữa. Cắt cổ nha. Mình đây thì giờ đâu còn ai xài này nữa đâu. Rồi cây này là mã 31, nghỉ bán 100.000. Rồi mã 31 nha, 100.000. Đây mã 31, 100.000 cái cây này, cây phan tai nha. Rồi mã 33, cái này thì em lấy lên sau nha. Cái này em lấy lên sau, em chưa có kịp xoay để trên luôn. Đây một cây, hai cây là hai cây này, hai cây bấm cúc áo nha. Hai cây bấm cúc áo, một cây bấm lũ thì nịch nha. Bấm lũ thì nịch thì còn ok, nó thay được mình rồi nha. Đây, mình thay đâu thì nó có cái lỗ khóa lại đây, có cái khóa khóa lại đây, là đúng chính xác nó xuống tới cái dưới này nha. Đó, tất cả 6 cái đầu ống lỗ này còn nguyên vẹn hết, cây này còn không làm rồi kho nhảy luôn nha. Rồi ba cây này, hai cây bấm cúc áo, một cây bấm đủ thì nịch nha. Rồi nghỉ bán cái 50.000, 50.000, mã 33, 50k. Đây ba cây này nha, nói một cây bấm lỗ thì nịch này không, 50.000 của chú anh chị ra chợ mua không bao giờ được nha. Nhưng nghỉ đây thì thêm hai cây bấm cúc áo nữa. Đó. Đó, anh em nào làm nghề may áo đồ này kia hay là làm ở bên mà dây nịch đồ này kia thì mấy cái này ngon lắm nha. Rồi 50.000 mã 33, 31. Rồi mã 34 thì nghĩ thấy ở đâu thì chị định có đó thì đăng thôi nha. Rồi thì tới tập này hai cặp này, hai cây combo, một cây combo bầu và một cây combo thẳng. Cây combo thẳng này đúc nguyên khối nha, nặng lắm, là cực kỳ là nặng luôn nha. Đó. Thì cái thằng nó đây không là nó một phân một nè, một phân hai. Đó. Rồi độ dài của hai cây này, đây độ dài của hai cây này, cây thẳng này thì nó 20, rồi cây này cũng 20 luôn, nó nhích 20, nó nằm tới khoảng 21. Hai cây này vô ga rất là nhẹ rồi nha, em làm hết rồi nha. Nói chung là cái này nó cũng phải có cái độ khích kích như này để mình khỏ, chứ không có thể nào nó lỏng hết được. Nó lỏng thì mình đo nó hơi khó, bắt buộc nó quay hơi chặt chặt thôi, đừng mình khỏ vậy thôi. Thì mình cũng thấy là hiện thấy anh em người ta thợ tiện á, người ta làm vậy thôi, chứ mình cũng không phải là chuyên ngành nữa nha. Đó, cây này cũng vô ga bình thường nè, cũng hơi nặng chút thôi. Đó, do mình làm chưa có để cho nó lỏng ra quá thì khó xài lắm. Rồi hai cây như gì, hai cây này nghỉ bán 80.000 nha, mã 34 nha. Đó, dòng này cũng hơi hiếm, bán 80.000. Cái giá này giá mới nha, chứ đúng giá cũ thì nó cũng không tới giá này đâu.
do điều kiện giá thành đồ đạc nó mắc thôi, mình bắt buộc phải theo nó. Rồi anh em nào có cần thì chốt nha. Rồi hai cây này 80.000, mã 34 nha. Rồi qua mã 35. 35 em có cây kéo này, một cây kéo thợ mai kéo cắt giải đây, mọc đẹp nha, đẹp ốc bằng thau mọc nè, cực kỳ đẹp luôn. Cây này thì dấu hiệu không có mãn nha, nhưng mà cây này thì tiếng còn nghe bén nè. Cô chú anh chị về nhớ cái này mình mài lại nha, chứ ở đây em không có mài, em chỉ về xin gì thôi đó, chỉ về xin như vậy thôi. Rồi cây này thì nếu đã lỡ kéo thợ mai rồi thì em sẽ tính cho một cái nữa luôn, để kiếm cho một cây cây vít. Rồi cây kéo cây vít, vít này chủ yếu là để mở mấy ngóc dần mai thôi. Rồi cặp này em bán 50.000 một cây kéo với cây vít nha, cây vít nhỏ bán 50.000. Cây kéo này thì nó hiệu Tokyo nè, nó đóng này Tokyo nè. Đó, bên đây thì đóng một Nhật không nha. Rồi cây kéo này còn khá là đẹp đó, về mài lại nhẹ cái là xài thôi, 50k. Mã 35. Rồi tiếp tục cái mã 36. Mình chơi cái gì thực hiện này đang chốt. Đây. Một cây mẫu quả. Đây hiểu hết nha, mọc mẹo có đầy đủ nha. Đây cái ăn cỏ thì cô chú chị mình khỏi có chê cái vàng này rồi, nó nguyên vàng kìa, mẫu quả bữa nay là đẹp. Xây to nha, cái này xây 25 nha. Rồi mã 36, mã 36 cây mình chỉ bán cây này là 60.000, cây kìa mẫu quả 60.000. Cái này thì thiết kế không có tay nhựa ngoài nha, 60.000. Mã 36 cây mẫu quả này còn cực kỳ là đẹp luôn, mới hợp luôn. 36 cây mẫu quả 60.000. Rồi tiếp tục cái mã 37 cây mẫu quả. Mẫu quả còn tay nhựa luôn. Cây này của Sanky nha. Cây này thì nó mỏng mảnh hơn cây nãy chút, miệng ở đây. Miệng thì găng khỏi chê luôn. Đây, găng thì cô chú anh chị khỏi có bàn cãi, găng đẹp luôn. Mấy cây này là mở bình ra, mở mấy cái ống tròn, rất là hay nha. Mã 37 cây này thì không bằng cây dừa rồi, bán 50.000. Ai thích cái cây nào, món nào thì chốt cái món đó, như gì là dễ nhất. Rồi cây này mã 37 50. Rồi mã 38 cũng là mẫu quả luôn. Đây hàng này hàng của Lotter nha, Lotter thì khỏi chê rồi. Đây găng còn ok đây đó, găng đẹp nha. Thì cái dòng mà mẫu quả này nó cũng tầm nhau thôi. Cây này thì xây nó 26 nè. Rồi cái này nghỉ bán là thì, 60.000 luôn, 60.000. Mã 38 60k. Rồi mã 39. Mã 39 cây này Denko cây này cây hơi lớn hơn chút nha. Miệng còn đẹp long lanh luôn, chỉ có cái thân bên ngoài hơi sạm nhẹ chút thôi. Nó nãy giờ cô chú chị mình thấy tất cả đều mọc mẹo không lành, thấy không? Rồi cây này thì xây nó hơi lớn hơn tí xíu, và nó cứng cáp, nó dày dặn hơn nữa. Cây này xây nó là 26 luôn. Rồi cây này thì 70.000. Mã 39. Nhớ cô chú anh chị mình nhớ cho Nghị một điều nha. Nếu mà bên Nghị đã ok thì cái mã hàng chốt thành công nha. Mà nhớ thành công rồi nhớ cô chú anh chị mình cho Nghị cái địa chỉ, số điện thoại với tên liền nha, để Nghị ấy có đóng hàng đi được. Rồi mã 39 70.000. Rồi tiếp tục mã 40.
Đây mã 40 vẫn là một cái mẫu quả nha. Cái mẫu quả này có lò xo tự động nhảy nha. Đây. Cây này thì mấy dòng này thì nó cũng hơi hơi hiếm hơn mấy dòng kia. Nó có lò xo tự động tự nhảy luôn nha. Đó, tự nhảy vô nhảy ra nè. Đó, cây này thì tay cầm nó cũng còn nè. Cái này vô vệ sinh chưa tới chứ vệ sinh em mà vệ sinh cây này rất là đẹp nha. Để lấy cước giống như cước chùa nồi á, chà nó là nó ra cái mũ này nó ra hết mấy sạn này. Này bà xã thì bà vệ sinh mỗi ngày qua mà không có gành bao nhiêu này không. Nó chứ nghĩ là mấy cây này nghĩ tẩy cái ra đổi tư hết luôn. Rồi cây này nghĩ bán 70.000 nha, găng như mới luôn nha. Đây. Răng miệng đồ như mới, chỉ có một cái là hình thức nó hơi sạm thôi. Sạm nhẹ bên ngoài chút xíu thôi. Đây thương hiệu nó đây. Jisuke. Rồi cây này xây nó cũng cỡ tầm cỡ khoảng 26 nha. 25 26 gì đây. Vậy đo thì múc vậy đó, cây này được 25 nhưng cây này nó có lò xo tự động. Rồi cây này nghĩ bán cũng 70.000 nha. 70. Mã 40 nha, 70.000. Nói chung 70.000 thì cái cây này nó chưa bằng cái giá của cây mẫu quà chợ nữa. Nó chưa bằng cái của mẫu quà chợ nữa. Nó nhưng mà được con cá là xài được những cái hàng thương hiệu nha. Rồi, A40 70k. Rồi qua 41. 41 thì em có một cây bấm cót này nha. Bấm cót này cực kỳ là lực luôn. Đây. Thương hiệu nó để đây là đen xanh. Cây này thì còn ok hết nha, bấm mạnh cái nha, rồi mình mới gỡ ra được nha. Nó gỡ ra hết mình mới bấm được vô. Chứ gỡ nửa chừng thì mình cũng gỡ ra không được nha. Còn khi ra thì mình bấm nhấp mạnh cái nữa mình mới gỡ ra được. Đó. Rồi cây này thì chỉ có một cái là nó hơi sạm nhẹ mấy cái chỗ này chút thôi chứ nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều nha. Đó. Về cô chú anh chị mình chịu khó mình vệ sinh lại thêm chút xíu nữa thì cây này nó đẹp hơn. Chứ nó không có lại gì đâu, vô ra bình thường. Cái khóa trong này còn vẫn còn mà. Đó, cây này thì nghỉ bán cây này là 100.000 nha. Cây này 100.000. Mã 41 nha. Mã 41 100.000. Cây bấm cót nha. Cây này thì tổng chiều dài nó được là 27 nha. 27. Đây. Nó có để cái thông số trên đây luôn. Đó, nhưng mà em thường cũng không có gần bên này không nha. Chỉ biết bán biết đồ vậy thôi chứ còn không có biết code 14 là nhiêu, code 5.5 là nhiêu, cái đó thì mình không có biết nha. Rồi, mã 41 em bán 100.000. Rồi mã 42. 42 thì có một cây này. Thôi giờ đi một cặp đi. Cho nó dễ, mà một cặp thì nó trùng nhau quá. Rồi đi được cây đi. Đây cây này á, vừa tút dây điện nè, tút dây điện 1 nè, rồi tút dây điện 2 nè, tút dây điện 3 nè. Đó thì nó có hết nha. Nó có tút làm 2-3 dây điện đôi, dây điện 3 luôn nha. Đó đây thì nó có cái dao cắt ở đây. Cái này thì nó chuyên nó tút dây điện thôi. Còn anh em nào mà về mà nghiên cứu thêm chút nữa làm cái đầu này thành một cái là bấm mở khe luôn cũng được nè. Cái này theo đưa lên đá mài vuốt nhẹ cái thành cái đầu bấm mở khe cũng vẫn được luôn. Đó, thằng này thì nếu là thiết kế làm cái mở khe ngoài cũng ngon luôn. Nhưng mà con cái anh em ta xài chuyên ngành chắc có lẽ người ta cũng không có chế cháo gì đâu. Đó, cái này đúng của người ta xài rồi. Đây. Thương hiệu thì nó không thấy nó đóng trên đây. Nó đóng trên cái tay cầm này nè, nhưng mà em vệ sinh em tẩy nó ra hết rồi. Tẩy nó ra hết rồi. Rồi cái này em bán cho cô chú anh chị mình là 40.000 nha. 40.000 cây này. Đó, mã nó là mã 42. 40.000. Rồi mã 42 cây này nha. 40.000. Quá dễ xài. Rồi mã 43. Mã 43 đây. Hai cây này luôn đi. Cây này em cũng không có biết bấm cót gì nha. Đây trên đây nó có cái phá, đẩy vô đẩy ra nè. Nó hơi gích nè. Nó có cái phá mình đẩy vô vậy là nó mở ra chịu à.
Còn mình mở cái phá này ra nè, nó mở cái phá này lật lên đây thì nó mở ra được tự một chút. Nó chắc độ này nó bấm mấy cái đầu wifi đồ này kia hay gì nè, em cũng không gần nha. Rồi đây, một cây này thì vừa bấm code nè, đó, vừa tuốt dây điện nè, nó tuốt dây điện có đủ cỡ nha, số bộ còn đầy đủ nha. Trên đây thì nó có cái dao cắt. Rồi cặp này em bán cho cô chú anh chị mình là 60.000 nha. Cặp này 60.000, cặp này còn rất là đẹp nha. Đây, cặp này em bán 60.000 mã 43 nha. Cặp này 60.000. Cô chú anh chị mua cây này không 60.000. Em bảo đảm luôn, nhưng hai cây này 60.000. Rồi. 43 rồi, ghi thêm 43 nữa. Ghi trả lời mã 43 60.000. Rồi để em chút xíu. Rồi mã 43 60.000. Hai cây đó. Thì bên em còn rất là đồ nhiều nha cô chú anh chị mình, thì mỗi cách tầm cỡ khoảng tính luôn cái bữa đăng là ba bữa em sẽ đăng một bữa. Em sẽ chọn đăng lên hết vậy đó. Rồi cô chú anh chị nào coi trong cái món nào thì mình chốt cái món đó thôi chứ không có gì chân. Rồi tiếp đây là hai cây. Một cây cắt cáp nha. Với một cây này. Đó, cây này thì cũng như giống như cây này mới nói thôi, vừa tuốt dây điện nè, vừa bấm code nè, vừa cắt dây đây nè. Nó cắt dây là mấy cái lỗ này nè. Nó cắt cắt dây điện mình đó. Cắt thì mình thọt cái mấy lỗ này mình bấm xuống thôi. Đó. Rồi cây này là cây cắt kẽm nha. Đây. Cây cắt kẽm cây này còn đẹp long lanh luôn. Cây này của MCC, chỉ nó sạm sạm bên ngoài thôi. Lữ không có thấy dấu hiệu mà mẻ là sừ gì chứ nha. Đó, phá còn luôn, lò xo còn luôn, tự vung luôn. Rồi cặp này em bán cho cô chú anh chị mình là 80.000 nha. Hai cây này. Tại vì cái cây cắt kẽm này nè, cây cắt kẽm mini này không, bên em bán lẻ cũng nếu đẹp cũng rơi 60.000 đó chứ không có rẻ đâu. Đó. Giá bây giờ chứ không phải như giá hồi xưa. Giá hồi xưa em bán cây này tầm một khoảng 35-40.000 là nó tình trạng nó gì. Còn bây giờ thì nó chắc có lẽ nó cũng phải đeo từ khoảng là 50-60.000 cái cây này rồi. Cô chú anh chị đi đâu cũng vậy thôi chứ không phải riêng em đây đâu. Rồi cái mã này là mã 44 nha. 44 em bán cái bộ hai cây này là 80.000. Đó, nhiều khi cô chú anh chị mình dồn 200.000 là thấy được nè, 6-7 món đồ chất lượng rồi. Tặng đồ này đồ lựa không nha. Đó, chứ còn đồ khúm á thì mình nói cho rõ, đồ khúm thì trong đó nó có cái đẹp cái xấu, còn như là đồ này là đồ lựa hết nha. Rồi, hai cây này mã 44 80. Rồi qua mã 45. 45 thì có cái cây này. Cây này là cây mở lượt nhớt nha. Cây mở lượt nhớt. Cái mã 45. Mở lượt nhớt đây. Có tăng đưa yoga nha. Thương hiệu đồ mọc mẹo gì có đây nha. Đó. Rồi cây mở lượt nhớt. Rồi cái này em vẫn bán 40 luôn nha. 40.000. Rồi A45 40.000. Rồi qua A46. Cái gì ta? A46 đây. Cái kéo đi. Đây cây này là cây cắt ton nha. Cây cắt ton. Mấy cây này thì cô chú anh chị mình khỏi có bàn cãi tới cái chất lượng rồi. Đây mọc đây. Mọc chữ đẹp không luôn đây. Đó. Không mẻ nha, còn nguyên vẹn hết. Cây này xây nó là 35 nha. Chữ đẹp, tại nó dính dầu nhiều khi đưa lên cái màn ảnh mình thấy nó không có rõ. Chứ cây này còn cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, cây này thì em bán 80.000. 46 nha. 46 80. Đây mã 46 nha, 80.000. Rồi qua mã 47, đây cây kéo cắt ra toàn. Loại lớn, cây kéo ra thẳng nha.
Đây, cái này thì cũng mộc mẻo luôn. Cái này là chắc ăn là làm thủ công luôn nè, đóng mộc thủ công luôn nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Mộc là mộc thủ công, đóng thủ công, đóng tay hết. Đó, cái này thì lữ nó là 6 thân nha. Rồi tổng nguyên cây nó là 38. Rồi cái này em bán 100 ngàn. Cái này em bán 100 ngàn. Cái này rất là nặng nha. Cái này 1.1 kg nha. Rồi cái đó em bán 100 ngàn. Rồi mã 47 nha. Tiếp tục là cái mã 48. Đây, mã 48 là một cây kiềm bẻ bẻ nam. Đó, bẻ ton. Nó nhiều khi mình có cái lam ton mình nói mình bẻ mình theo ý muốn của mình đó. Thì đa số những anh em mà làm trong cái ngành nghề mà làm bên gai ô tô này, nó làm đồng ô tô rồi đó, mình bẻ mấy cái làm con hay lắm nha. Cái cá này rồi thì cái cây này thì cái miệng á, đây cái miệng ở đây, miệng nó được 9 phân nha, miệng được 9 phân. Rồi cái chiều dài của nó, đây chiều dài của nó là được 27 nha, 27 số bự lên mới được. Mã số 48 nha, là cây kéo, cây kéo bẻ lam ton nè. Cái này em bán cho cô chú anh chị mình là 60 ngàn. 60 ngàn cây cây bẻ lam ton này nha. Cây này cũng hơi to á. Đây, cây bẻ lam ton, mã 48, 60 ngàn. Rồi tiếp tục thêm cây kéo lam ton nữa. Đây, cây kéo lam ton, mỏ công nha. Đây mỏ công, đây một mã đầy đủ nha. Cái này là mã 49. Cái này size của nó là được là 25 nha, size của nó được 25. Cái này em bán cho cô chú chị mình là 40 ngàn thôi, 40 ngàn nha. Đây cây kéo cắt tôn xây 25, có một chữ nhật đàng hoàng, miệng không mẻ nha. Đây miệng không mẻ. Rồi mã này mã 49, 40 ngàn. Rồi tiếp tục mã 50 là gì đây, trừ qua mã 50 em trở lại hai cây này. Nó một cây cào, cây cào này chắc chưa xài, nó còn nó đóng mấy cái lớp mũ nè, chống mình dính vô tay đâm đồ, nó còn cái lớp mũ luôn. Nó còn cái răng nó hình như nó thiết kế quẹo gì hay làm sao mình không biết nha, cho thuận tiện cái tay trái hay tay phải gì đó. Cái này là em ghi là nó thiết kế như gì, chứ cái thép này là không công nha cô chú chị mình. Thép này có gãy chứ không có công nha đó. Tại vì em cũng từng gặp những cái mà nó bị quẹo quẹo đó, em sửa lại mà sửa không được nha. Rồi là một cây đó và một cây cây xuống. Xuống này là cây xuống còn rất là mới nha, có tay nắm đây, có tay để mình cái này để mình treo lên đó. Bình thường thì nó thụt vô trong rồi, cây này kẽm hay gì nha đó, tiếng kêu nó chắc lắm nha cô chú anh chị mình. Rồi cặp này, cặp này em bán cô chú anh chị mình 50 ngàn, cái mã 50 nha. Cái mã này mã 50 em bán 50k luôn. Rồi mã nó là mã 50, hai cái món này em bán cũng 50 ngàn luôn. Rồi xuống một cây xuống một cây cào 50k. Rồi tiếp tục tới đây em có hai cây này, một cây này là cây cần cua, hoặc là cây có người kêu bằng cây nỏ, có người kêu bằng cây cần cua. Thì cây này là cây xây nó là xây 13, có học đàng hoàng nha. Cây này giống như chưa xài luôn, giống như chưa xài luôn nha. Cây này thì độ dài nó tầm 50 nha. Đó. Còn cái cán nó là phi 16 nha. Phi 16, dài 50, miệng 13 nha.
Đó, cây này giống như chưa xài nữa, chưa có dấu hiệu mà hai bên cái điện này nó bị chạy chỗ hết trơn nha. Rồi một cây này là một cây cần cua, và một cây này là cây cũng chuyên về cho mấy anh thợ hồ nè, là cây này cây chuỗi B hoặc chuỗi lon rồi nè. Nó xài cái lưỡi rời nha, lưỡi này là lưỡi bằng cái dao gọt giấy nha. Mình chỉ mở cái móc này dơ ra, mình để cái lưỡi dao gọt giấy vô đây thì mình đã sủi được rồi. Cây này thì cái chiều dài nó tầm 40 nha, chiều dài tầm 40 đó. Thì cặp này em bán cho cô chú anh chị mình là, để em coi lại. Rồi cặp này em bán cho cô chú anh chị mình là 100.000 nha. Cặp này 100.000. Tại cây nỏ này nó giá trị lắm nha, tại nó cũng chưa xài nữa nè. Nhưng mà cô chú anh chị cần mua cây nỏ này 70-80 ngàn mua đâu được cây nỏ xịn gì đâu. Đó, còn cây này cô chú anh chị mình cầm mua là được 40 ngàn. Thì rồi cặp này thì em dồn lại em bán cho cô chú anh chị mình một cây nỏ, một cây sủi là 100 ngàn nha. Rồi mã 51 nha, 100 ngàn. Rồi thì em có quay rõ ràng và nói rõ ràng tình trạng đó nha. Rồi mã số có nha, giá tiền có nha. Đó, đây cô chú anh chị nào có quan tâm thì nhớ coi kỹ giùm cho em nha, tình trạng sao em có nói rõ ràng trên đây luôn. Đó, trả lại cô chú anh chị đã chốt xong thì cô chú anh chị nhớ cho em cái địa chỉ với số điện thoại với tên liền nha, được em gửi hàng, đóng hàng gửi liền đi cho cô chú anh chị cho nó sớm, càng sớm càng tốt nha. Rồi mã 51 100 ngàn hai cái này. Rồi qua mã 52 đây thì em có hai cây này, một cây thước gốc nha, số còn rất là rõ đó, số còn rất là rõ nha. Đây đó, cây thước gốc thì cái chiều này á, cái chiều này thì để đo lại đây, tại đây nó để số in nha. Cái chiều này thì nó được 50, còn cái chiều ngắn này nó được là 25. Rồi cây này còn thẳng thớt đàng hoàng nha. Và một cây thước kéo này đây đó, cây thước kéo này do em chưa vệ sinh nha đó, lấy ra định đâm cặp vô trong cây luôn. Nói chung là cây này thì nó cũng còn thài tạm thôi. Cây này 5 thước rưỡi nha đó, cây này 5 mét rưỡi. Thì cặp này em bán cho cô chú anh chị mình chỉ có là 40 ngàn thôi. Nói chung là bán chủ yếu là cái cây này thôi, còn cây này thì nói chung bỏ kèm theo, ai xài được gì xài. Cặp này là em bán 40 ngàn hai cây này nha. Mã 2 thước, mã 52, hai cây thước, cây thước kéo, cây thước gốc, 40 ngàn. Rồi 40 ngàn bán giá hữu nghị chơi thôi, chứ còn thiệt ra thì cặp này cô chú anh chị mà có mua cấp trước cũng được 50 ngàn đâu, ủa được 40 ngàn đâu nha. Mã 52 40 ngàn. Rồi mã 53 cũng vậy luôn, mã 53 cũng một cây thước gốc và một cây thước kéo luôn. Đây hai cây thì cũng thẳng hết mình cũng vừa. Đây cây này số cũng còn rõ, còn thẳng luôn nha. Đó, do số nó dập chìm, do số nó dập chìm thành thử nó không phải là số đóng tia laser, nó không bao giờ bay nha. Rồi một cây thước kéo đây, cây này cũng 5 mét rưỡi luôn nha, số còn đẹp nha, dịch ra dịch vô ok. Đó, cặp này em vẫn để cô chú anh chị mình 40 luôn nha. Cặp này thì cũng có độ dài cũng giống như cặp kia thôi, chứ nó không có khác gì đâu. Nói gan gì luôn, cây này cũng 5 mét rưỡi luôn. Đó, cây này về vệ sinh lại ngon lành lắm nha. Hai cây này là nãy giờ cái mã này á, thì cái mã này em bán rất là rẻ luôn, giống như là bán cây tặng cây vậy đó, 40k luôn. Rồi cặp này đó, hai cái thước này đây 40k nha, mã 53. Đi theo cái số kia. Rồi tiếp tục mã 54. 54 thì có hai cái thước này. Hai cái thước này thì nó siêu biết nha, thì em đi trùng cho một cặp gì luôn. Thì đúng ra cái cây thước dài này nè là nó đúng 1 mét nha, chiều này là chiều đo nha. Đó, đo mili cũng có luôn. Đó, nó đo luôn cả trong này là hình như là gem luôn nè. Đó. Rồi bên đây thì nó có số in nha. Số in đổi ra phần trăm rồi nè. Đó, số phần trăm, số in được nó có nguyên cái dãy bên này luôn. Nhưng mà cây này nó ngặt có một cái á, cây này nếu đúng á 100 ngàn, 120 ngàn em không bán nha. Đó, nhưng mà có một cái để nói cho nghe, nó 1 mét mà nó gãy hết hai tấc mốt rồi, nó gãy đầu này hết 2 tấc mốt rồi nha, đâu đó em nói cho rõ. Đó, nó còn từ số là 2 tấc 2 dài lên tới 100 thôi. Đó, nhưng cây này còn rất là thẳng thớm nha, dày nữa nha. Đây
rất là dẻo luôn. Đó, em quơ về cho cô chú anh chị mình xem. Cây này thì mình dành mình để gạch thôi. Ví dụ mình gạch mình lấy cái đường thẳng thôi. Đó, còn cây này là cái cây ngắn, cây này là cây 30 nha. Cây này còn như mới luôn. Cây này thì em chưa có vệ sinh, em bóc cái cặp này vô sau. Đó, đừng em đăng luôn. Đó, thành thử chưa được có kẹp vệ sinh. Thì hai cây này, đây cây này còn như mới trong trong hộp luôn. Nhưng mà chưa có vệ sinh. Số còn cực kỳ là gõ luôn nè, cô chú anh chị mình thấy ha. Thì cái cây này gãy thì em sẽ bán trùng cho một cặp này luôn. Nó hai cây như vậy em bán cho 100 ngàn nha. Đó, cô chú anh chị nào coi được thì làm. Hai cây gì em bán cho 100 ngàn. Đó, cây này bên đây nó có số in rồi số đổi ra phần trăm gì rồi đủ thứ hết luôn. Nó có thể là mình tận dụng mình để cái cây này mình treo lên cái bảng để mình coi. Nó mấy phần mấy là nó ra được bao nhiêu. Đó, bao nhiêu ly. Đó, thì mình để đây mình làm cái bảng giống như cái bảng mình để tham khảo cũng được cái này. Nó nhìn số tôi biết chứ giờ tất cả những cái số phần trăm số in thì đa số là mình nhớ không nổi hết đâu, trừ ra những người người ta chuyên nghiệp lắm á, người ta mới nhớ. Thì em bên em cũng vẫn để trong nhà một cây gì em coi phần trăm cho khách chứ còn chị ra mình nhớ không nổi nha. Rồi cặp này em bán cho 100 ngàn, mã nó là mã 54 nha cô chú chị mình, mã 54, hai cây thước này 100 ngàn, hai cây thước nó về xài xứng đáng luôn. Em bao luôn tại vì cái cây bự nó gãy hết một khúc cũng quá ổn. Cũng còn một cây nữa mà cây kia không có đo phần trăm nha. Cũng còn một cây nữa mà cũng gãy gan vậy luôn. Cũng gãy chuồng đắt mấy hay đắt vậy đó. Rồi đây thì nó là hai cây như gì. Mã 54 em bán 100 ngàn hai cây thước. Rồi có mã 55. 55 đây thì em có cái giò đây quay luôn. Em có cặp kéo này đó. Cặp kéo này thì như mới luôn nha. Cây này cây tỉa thì cây này em có xài cây này một cây trong nhà rồi, cực kỳ là bé. Tới cả mà bà xã lấy cây này luôn, cây này đúng của người ta là chơi bonsai để cắt rễ, cắt nhánh dâm, cắt lá rồi này kia thôi, nhưng mà thấy bén quá để trong nhà xài, có thể là cắt cá bằng cá luôn. Thấy vậy chứ nó lực lắm, nó bén lắm, tại vì cái mũi nó ngắn nhưng cái tay nó dài, nó có lực. Cây này cũng vậy luôn, cây này là cây cắt cành nha, cành dâm nha, chuyên là để cành dâm. Nói chung là hai cây này là gọn gọn xài vô tư luôn. Nhất là những anh chị nào mà làm bên mấy cái nghề mà cắm bông, trang trí bông hoa rồi đó, là xài cái cặp này là đúng sách vở luôn, tại vì nó vừa sạch sẽ. Cái này là em vệ sinh chưa có tới nha, chứ còn cặp này mà vệ sinh tới rồi á thì cái cặp này khỏi có chê luôn. Em bao luôn, về mà không ưng bụng mới sợ luôn đó. Cặp kéo như gì nè. Rồi cặp này em để cho cô chú anh chị mình không biết để nhiêu luôn. Cây này thì tuy mặc dù nó không có mọc chứ cây này giá trị lắm nè. Cây này cũng vậy luôn, tỉa ba cái nhánh dâm dâm đồ này kia, nó cực kỳ là bén nha, chứ không phải là nó lục đâu. Tại đây em cũng biết sao lấy cái gì mà thử đây, đang ở trên cái nhà đó. Thì cặp này em bán cho cô chú anh chị mình là 70 ngàn nha. Cặp này 70 ngàn, cặp này xứng đáng luôn đó, thấy vậy đó. Xài rồi mới biết, cặp một cây 35 ngàn, cây 35 ngàn có nó chưa bằng một cây kéo chợ nữa. 70 ngàn hai cây kéo này nha. Kéo này đúng là cây kéo tỉa và cây kéo cắt cành nha, chứ không phải là cây kéo này là kéo nhà bếp hay kéo gì đâu nha. Kéo tỉa và cây kéo cắt cành, nhưng mà nó giờ làm dạng cá mũ và làm dạng nhỏ thôi. Đó, cây kéo tỉa này thì khỏi chê nè, thọt vô mấy cái kẻ rễ đồ này kia, cắt mấy rễ dâm hay lắm nha. Nó bén giờ nó lực lắm, nó là toàn bộ nó là thép trắng nha. Đó, cặp này em bán 70 ngàn nha. Rồi tiếp tục tới ba món này. Thì ba món này thì cô chú anh chị mình nghe kỹ ha, trước khi chốt ba món này nha. Ba món này thì em vẫn để cái giá mời luôn cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, thì như cái cây kéo cắt cành này đi, bỏ thì nó ổn. Nó có dấu hiệu là gãy mũi nha. Gãy mũi rồi em mới đem vô. Em mới đem vô em sửa, em tính em xài, nhưng mà nói chung là mình giờ cũng buôn bán rồi mà, chứ đâu có xài chơi kiển thì gì nữa đâu. Lo mà buôn bán không kịp lấy đâu mà tới chơi kiển chơi bông hoa nữa đâu. Lò xo cũng là xo gin nguyên của nó luôn nha. Đó. Nhưng mà có cái là nó bị gãy mũi, em thúc nó vô một cái. Rồi một cái nữa là cái thân đó nè. Đó. Thân đó nó bị gỗ nha. Gỗ cũng hơi nặng đó. Đó. Bây giờ thì em thúc nó vô nè, cô chú chị mình thấy là nó không có còn gỗ lử nhiều nha. Nói chung là xài ok luôn đó. Bên này cũng vậy nè, không có gỗ lử. Nhưng cái này anh em nào để trong nhà xài giặt giảnh, anh em nào ít tiền thì chơi được cái mấy cái cây này, cũng là một cây kéo đúc xịn nha. Nhưng do nó gỗ quá em mài mắc bọc mắc đồ chơi rồi, chứ cây này là đúng là còn mọc.
Nhưng mà cây này đúng là ngon lành của nó, nguyên zin của nó, cây này mấy trăm ăn chứ không phải là cái có cái giá vài chục ngàn đâu. Rồi một cây dao ghép, cây dao ghép này nó cũng hơi bị gỗ nha, em cũng sửa luôn. Nói chung mình làm cho nó bớt gỗ lại luôn cho anh em mình đều gọt được nha. Cây dao ghép nè, dao ghép này dao ghép xịn á, dao ghép này đúng nguyên bản của nó, còn lành lặn cây dao ghép này cũng phải tiền bạc trăm nha. Nó là hai món là tiền bạc trăm không, nhưng mà em dồn ra đây nó là hai cái. Rồi một cây này, cái kéo tỉa nguyên zin của nó nha. Cây này là nói chung là không có cái khuyết điểm gì luôn đó, chỉ có cái cây này thì em không cũng không có mại, không có gì lợi nha, để gì luôn. Nói chung mình bán cho vô chung nguyên một bộ cho cô chú chị mình xài thôi, chứ còn mấy cây này thì thiệt ra thì cái giá tiền nào của nấy thôi. Rồi thì em bán cho cô chú chị ba cây này 100 ngàn đó, anh em nào làm được làm nha. Ba cây này anh em nào xài gia đình thì rất ok nha, cái nào cũng còn phá, còn độ đầy đủ nha. Bên này cũng còn phá nhưng mà em cũng nói chung là phá nó cũng hơi xét hết rồi, nói chung là tạm thôi đó. Ai xài gia đình thì ba món này 100 ngàn xài cũng vẫn là ok nha. Ba cây kéo, hai cây kéo, một cây dao ghép, rồi 100 ngàn. Mã nó là mã 56 nha cô chú anh chị, nhớ coi cái kỹ cái mã sản phẩm với cái giá tiền dùm cho em nha. Cái mã hàng đây, mã 56, 100 ngàn, ba món vừa gọn gàng nha, rất là ok luôn. Rồi tiếp tục đây là một cây kìm bấm. Cây kìm bấm này thì em bên em buôn bán thì em cũng có nói hoài à. Em thì em nhập hàng bãi toàn bộ hết, nói chung là không like nha, cái nào có like em đều nói cho cô chú chị mình biết hết. Còn cái này là cái nào không like em nói không có like đồ nha, không phải đồ chợ nha. Cây này là nó có mã số, mã sản phẩm đàng hoàng nha đó, mã sản phẩm rồi nó có đầy đủ luôn nha. Rồi đây nó có thương hiệu nó luôn nha đó, nhưng mà đâu mà nó lọt trong cái kiện đồ của em, hai kiện đồ của em được ba cây thôi đó, được có ba cây duy nhất thôi. Nó chắc tay dữ lắm, là chắc tay nha, cây nó là cây nhỏ thôi, cây trung chứ không phải cây nhỏ nữa đó, nó rất là chắc tay chứ không phải như kìm chợ mình nha đó. Nhưng mà cái này em cũng không có gõ cái thương hiệu này tại mình thấy nó hơi lạ quá đó. Thì anh cô chú chị nào mà biết cái thương hiệu này thì nói dùm cho em biết em cảm ơn, chứ em thì ra cũng không biết. Ốc tán đồ đóng sắc sảo lắm nha, dày dặn lắm chứ không phải là mình nói là dặn như giống hàng hàng chợ, hàng trôi nổi, hàng tàu đồ đâu nha. Đây nói chung là toàn bộ như cây này chưa xài đó, còn xay nó đây, xay nó thì xay này nó được có cỡ khoảng 18 thôi, nó xay 18 thôi đó. Cây này chắc tay dữ dằn, chắc tay luôn, nó nhỏ gì nè, 3 lạng nha. Rồi cây này em bán cho cô chú chị mình là không biết bán nhiêu cho vừa luôn, 80k. Rồi mã 57 nha, 80k cho cô chú chị mình luôn đó, tại nó lộn như đó thôi, chứ còn hàng thì hàng đó, nước nào sản xuất thì em cũng không biết. Rồi bên này nó cũng có đầy đủ của nó nè, có mà ba cái mã sản phẩm của nó đồ đầy đủ hết luôn, chứ không phải là nó không có mọc mẹo gì chứ nha. Bên đây có thương hiệu, có tên tuổi, nhưng mà em thấy nó hơi lạ quá. Rồi 80k cho một cây kìm bấm này luôn. Cô chú chị nào còn cảm thích cái nào thì chốt cái đó thôi. Rồi tới đây một cây cảo xê. Cảo xê này xây 150, cây này chưa xài nha. Nói chung là giống như cái hàng mà ta bán tồn kho, siêu thị nó bán tồn kho rồi nó quá hạn rồi, đầu nó đưa ra nó thanh lý phế liệu hết à. Bên nước ta là vậy chứ không phải như mình xài tới nào mà chán chê đâu. Cây này thì em cũng chưa vệ sinh, em chỉ lau dầu ngang thôi. Bên em thì có nguyên cặp gì nhưng mà em chỉ đem lên em bán một cây này thôi. Rồi cô chú anh chị nào cũng muốn chốt nguyên cặp thì chốt. Rồi cây này thì để em căng nó thử. Rồi cây này là 1 kg 25 nha, 1 kg 25. Thì cây này em bán cho cô chú chị em mình là 150 ngàn nha, 150 ngàn đó, còn mới luôn nha đó. Nó có cái size rồi, thành thử em khỏi phải đo, size 150 thì miệng 150 thì giá tiền cũng 150 ngàn luôn. Rồi giá tiền cây này là 150 ngàn nha cô chú chị mình. Cây cảo xê loại 150, mã 58, 150 ngàn. Rồi qua mã 59. Mã 59 đây em có một cây cảo xê. Cây cảo này là đóng da băng nha,
đóng da băng luôn nè. Đây nó là của thằng Super nha, hoạt động ok, thẳng thớm đàng hoàng nha, còn rất là ghim luôn, vô ga bình thường hết nha. Size nó là size 75 nha, tất nhiên là miệng nó mở được 75, răng cỏ còn như mới luôn. Đây răng cỏ còn như mới luôn nha cô chú anh chị mình. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị mình là 80.000, cái mã nó là mã 59 nha, mã 59 em bán cho cô chú anh chị mình là 80.000. Cây này nó nặng là 5, nó nặng là 7 lạng rưỡi nha. Đó, nếu mà tính ký thì một ký chưa được 100.000. Em dám bảo đảm thời điểm bây giờ cô chú anh chị đi trên tất cả những bãi lớn Sài Gòn luôn, không có giá nào mà giờ cô chú anh chị bước vô lựa dưới 150.000 em chịu cái gì cũng chịu. Chứ còn ai nói có lô đồ mới sổ gì 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 150.000, có những cái hàng còn đẹp gì, chỉ em đi em trả tiền cộng hơi cho em, bao xe đi về ăn uống tất cả luôn. Đó, giá thành bây giờ nó lên rất cao, nhưng mình về đây nhờ mình nhập số lượng lớn. Đó, mình về mình phân ra nhắm có lời chút đỉnh thì mình bán tới tay cô chú anh chị mình. Thì cái nghề mình thì mình bỏ không được, cái kênh YouTube làm sao mà bỏ được, bắt buộc em phải làm thôi. Đó, thành thử ra cái giá đẩy lên em cũng ngại lắm, ngại tự nhiên từ cái bán giá thấp mà giờ nhảy ra một cái đùng là giá quá trời cao. Bắt đầu cô chú anh chị nhiều khi không hiểu, nói giờ tại muốn bán muốn đưa giá lên nhiều đưa chứ, thị trường mà nó lên chút đỉnh, nhưng mà thiệt ra là hàng quá bây giờ nó lên gấp đôi hoặc hơn gấp đôi không nghe cô chú anh chị mình. Rồi mã 59 em bán 80.000. Rồi qua mã 60. Đây mã 60 thì em có 3 cái. 3 cái này. Đó. Thương hiệu đều có nha. Cái này như mới chưa xài, cái này như mới chưa xài, ba cái này đều như, giống như mới chưa xài. Cái này là size 75 nha. Size 75, thân này là thân nhôm nha, tốt khúc, tốt sắt nha. Rồi cây này thì xây nó là xây 50 cũng như mới chưa xài luôn. Cây này thì xây 25 thì em có 3 cái như vậy, 3 cỡ với nhau nha. Đó, 3 cỡ với nhau như vậy. Thì ba cây này em bán cho cô chú anh chị mình là 50.000. Đó 50.000, 3 cây đều như mới chưa xài, đã nó mới thì khỏi phải test. Đã nó mới thì nó không phải hoàn chỉnh hết rồi, test làm gì, khỏi vô ga mất công hết. Đó, 3 cây như vậy em bán cho cô chú anh chị mình là 50.000, mã 60. Em còn sợ đây sắp tới không biết qua cái thời điểm này không biết là còn cho nhập ba cái hàng này về không nữa. Đó, hy vọng là cho nhập về cũng để cô chú chị mình còn xài ba cái đồ này được, chứ còn mấy ổng cấm luôn thì chắc có lẽ là không còn ba đồ này để xài đâu, mà mình phải xài hàng chợ hết á. Rồi ai có tranh thủ mua được cái gì thì mua nha, cái này em chỉ phỏng phỏng vậy thôi chứ mình cũng không dám nói chính xác 100%. Rồi mã 60 dẫn 60.000 ba cà phê. Để cả xe ba cái thì để ba cái. Rồi. Đây. Chụp được cái nào thì đăng cái đó đi. Rồi, móc xay thì bên em nói luôn. Cây xay lớn như gì? Thôi giờ ai muốn xay lớn, cây ai muốn xay nhỏ hay xay. Thì mỗi một cây móc xay như gì, hình dáng gì đẹp cũng ok nha, cũng tương đối chứ không phải là mình nói là nó như mới chưa xài. Nói chung có xài qua rồi, như gì cái móc xay này mã 61 em bán cái móc xay này 40.000 nha. Đó, lúc trước em bán cái móc xay này chỉ có như 30.000 hàm, nhưng mà giờ giá lên cũng phải lên theo thôi. Rồi mã 61 em bán là 40.000. Bên em thì móc xay còn nha, còn chắc cũng được chục ngoài cây. Đó, anh em nào có mua thì em sẽ tính cho, còn ví dụ mà em lấy cho cũng tầm đẹp như vậy chứ còn xấu nữa thì mình bớt giá xuống, chứ không phải là tôi mua tôi thấy cây này 40.000 ông đưa tôi cây quá xấu rồi cũng đến 40.000 không có nha. Tùy theo tiền nào thì của đó thôi. Nó có thể là mua vài ba cây rồi có cây xấu cây đẹp rồi thì em tính sẽ bớt giá xuống. Rồi mã 61 cây móc xay này 40.000 nha. Đó, những cái đơn, những cái mã hàng đơn hàng dưới 200.000 thì em không bao ship nha. Còn cô chú anh chị nào cố gắng ở mình lựa 3-4 món gì đó, 3-4 mã hàng mình gộp chung cho thành đủ 200.000 em sẽ bao ship nha. Đó, cô chú anh chị nghe nghĩ nói rõ chứ không phải cái nào em cũng bao ship, chứ còn cái món này 40.000 mà em bao ship cái nữa thì chắc có lẽ em lỗ tới công chuyện luôn á. Đó, cô chú anh chị thông cảm giùm. Đó, thì gắng cố gắng mình làm sao mình dồn 3-4 mã gì đó cho thành một đơn, đựng được 200.000 trở lên thì em bao ship, còn dưới nữa thì cô chú anh chị đừng. Rồi mã 61 40.000. Rồi qua mã
triệu có hai cái này. Hai cái này thì thôi giờ nấu riêng đi. Cái này là cây ba chia, mình tạm gọi là cây ba chia đi. Đó, tại nó ba cái đầu dặn. Cái này thì ba cái đầu dặn này thì đầu 12, đầu 14 và đầu 17 nha. 12, 14, 17. Cây này dùng giống như chưa xài nha, tại cái nước nó không có cái nước gam, nó chỉ thép thường thôi. Nó không có nước gam, thành thử nó cũng vậy thôi. Số thì nó có đóng trên mỗi cái đầu nha. Đó là cây cái đầu 12, 14, 17 nha, ba đầu như gì. Rồi cái này em vẫn bán 40.000 nha. Cái mã này là mã 62 nha, em vẫn bán 40.000. Đăng như gì, một món vài chục ngàn, vài chục ngàn. Cô chú anh chị nào cần cái nào thì mình xài cái đó nó dễ hơn dữ lắm luôn. Rồi mã 62, 40.000. Rồi mã 63. 63 là em có một cây chữ T lắc léo nha. Chữ T lắc léo này dành riêng cho mở buggy xe Honda nha, xe gắn máy. Đó, là đầu nó là đầu 16 nha, chính xác nó là 16 luôn nha. Cây này là còn đẹp như mới luôn. Nói chung là hàng về đợt này là em dọn em chọn lên như gì, giống như cũng giống như hàng lừa vậy đó. Đó, trong thì nó cũng còn cục thun để giữ cái buggy đừng cho gớt nha. Rồi thì cái cây này em bán 50.000 nha. Thường là bên em những cái dòng này với dòng 21 á, dòng đầu 21 mà để mở cái buggy máy dòng máy xăng 4 thì á, thì nó cũng chê xích giá tiền thôi. Tại cái dòng này nó cũng nói chung là anh em cũng thích xài và cũng hơi hiếm lắm, nhưng mà gặp cây này nó cũng hơi mới nữa. Đây, rồi em bán cây này 50.000 nha. Mã 63. Cây này rất là tiện cho anh em nào mà mở cái những cái buggy mà xe mà nó ở nằm trong mấy cái kẹt kẹt, mình đưa cái mấy cái đồ mở buggy thẳng vô không được á, thì có thể mình xài cho mấy cái này rất là cực kỳ là hay nha. Đó. Rồi cây này 50.000 nha. 63. Rồi qua 64 thì đây. Rồi đi. Rồi 64 thì em có ba cái cây mùa lành thì em còn đăng nguyên một cái lô của nó là mười mấy cây 200.000. Nhưng mà nó có đẹp có xấu trong đó. Còn bây giờ thì nói chung là hàng này giống như hàng tiễn đúng không ạ? Với lại giá nó cao nữa, thành thử bây giờ mình chiết ra. Cây này là cây 17-21 nha. Cây này là cây 19-21 nha. Và một cây là 24-26 nha. Ba cây này, ba cây này nhìn long lanh luôn. Ba cây này nhìn thì khỏi có bàn cãi tới cái vụ cái vấn đề miệng mồm đồ này kia rồi. Chỉ có một cái nhiều khi là nó bị sạm sạm gì này. Nó sạm sạm gì này. Dưới ở trong nó đóng rồi mình không có vệ sinh ở trong được á. Về của chú anh chị mình xài. Chứ còn đây thì em bao miệng mồm là găng cỏ còn nguyên vẹn hết nha. Còn như mới vậy đó. Và không nứt, không gãy, không cong vẹo nha. Đó. Ba cây này thì em để cho cô chú anh chị mình chỉ có 80.000 thôi. Đúng lý là em tính là một quýnh đồng mỗi cây 30.000 là em đăng được cây. Nhưng mà cô chú anh chị mình em đăng gọt lên gì em sẽ bớt 10.000, là ba cây này em để cho 80.000. Đó, em đọc kỹ nha, cây 17-21, cây 19-21 và cây 24-26 nha, ba cây này. Ba cây này của mã 64 nha. Mã 64. Đó, em bán 80.000. Đó, 80.000 thì cô chú anh chị đi hàng chợ còn chưa mua được cái giá một cây 30.000 cây này nữa, nó như mới nè. Đó, nhưng mà ở đây em bán chỉ có 20 mấy ngàn cây thôi. Đó, đây 64, 80.000. Rồi qua mã 65. 65 thì em có ba cây này. Ba cây này là cây 10-12, cây 14-17 và cây 19-21, là ba cây này. Đó, ba cây này, ba cây này thì số nó thông dụng hơn là ba cây kia. Đó, ba cây này số nó thông dụng hơn cây kia, đặc biệt cái cây này nhỏ chứ thiệt ra cây này người ta xài nhiều. Đó, thì ba cây này em bán cho 60.000 nha. Ba cây này 60.000, ba cây chìa khóa hai đầu dòng, mã 65 em bán là 60.000. Đây, mã 65 nha, 60.000. Rồi qua mã 66 đây em có cây T 17 nha. Cây T 17 long lanh luôn, hiệu nó là hồ xiên nha. Cây này giống như cũng giống như chưa xài, mình nói giống như chưa xài thôi nha, chứ thiệt ra cây này cũng có xài rồi, miệng mồm còn ngon lành nha. Nó thẳng thớm đàng hoàng như mới vậy đó. Cây này anh em nào sửa xe hoặc sửa máy đồ này kia thì cây này xài thì khỏi có bàn cãi thế rồi. Đó, cây này em để cho 40.000 nha. Cây T 17 hồ xiên em để cho 40.000. Mã 66.
Rồi thì lần đầu tiên Nghị mới chuyển qua đăng đồ món nha. Thì có gì sơ xuất thế nhờ cô chú anh chị mình đóng góp dùm cho Nghị nha. Thì cũng rất là mong những cái sự chia sẻ và đóng góp của cô chú anh chị mình để mình xây dựng một cái mà kênh của Hoa Quật, một cái thương hiệu mình cho nó đâu đó cho nó chỉnh chu, Hoa Quật nó ok hơn để đến tay cô chú anh chị những cái sản phẩm nó để đời chút xíu. Rồi mã 66 em bán 40.000. Rồi qua mã 67. Đây mã 67 thì em có cái cặp này. Cặp này đây thì cây 17, cây 19 nha. Dòng miệng. Hai cây này thì còn nó long lanh luôn nè, coi cái cục hít nó nè. Đó cô chú anh chị mình thấy không? Thì cô chú anh chị dặn ra được một cái con bồ lông mô tán gì rồi không khi nào nó gớt nha. Đó, Nghị dịnh lên cô chú anh chị mình thấy nè. Đó. Cây 17 trên, cây 19 dưới nè, Nghị không đụng mà cái hít nó hít gì nè. Thì mình dặn mấy cây xịn này nè, nó không có gớt con tán mình bậy bạ nha. Nó lỡ mình dặn xích ra ở trong kẹt trong đồ mình lấy ra được bình thường. Nó rất là dễ, tại cái này hàng nói chung là hàng cũng hơi quý quyết đó. Đó mấy đang bán cây gì. Đó, ở đây thì thương hiệu nó cũng không có để gì. Nó chỉ để đây chữ pho thôi. Thì đa số theo mà Nghị biết á, thì pho này á, thì đa số là của Mỹ nha. Đó, nhưng mà ở đây nó cũng không có đóng USA không có gì chân luôn. Nó chỉ để pho thôi. Đó. Rồi cặp này thì ai lấy được thì lấy, cặp này em bán 50.000, miệng chưa có dấu hiệu chày chợt gì chân nha. Chỉ có cái là nó hơi chốc nước xi đây chút xíu nè. Cặp này em để 50.000 nha, cặp này giá trị lắm nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi cái hít thôi là cô chú anh chị mình thấy được đã đủ ăn tiền rồi. Rồi cái hít thôi là thấy mình thấy đủ ăn tiền rồi. Là nhiều khi mình ở dưới sông dưới ghe đồ này kia ở trong bụi cặm đồ này kia dặn con tán ra rồi nó gớt ra nó mắc kiếm mệt lắm. Cái này thì bảo đảm luôn, xài ok. Mã 67 em bán cặp này 50.000 nha. Đó, giờ cặp này 50.000 em bao giá luôn, rẻ hơn giá chợ nha. 67 hai cây chìa phá đầu dòng miệng gì 50.000. Rồi qua 68. 68 thì em có cây này. Cây này hơi to hơi bự nha, của thằng Sanh Kỳ nha. Của thằng Sanh Kỳ. Cây này thì 23 26. Đầu 23 đầu 26 nha. Cây này nặng nửa ký. Đó. Cây này nặng nửa ký lần nha. Đó, cây này em bán 40.000. Chỉ có sạm bên ngoài thôi. Hai đầu dòng em bao luôn, bao xài luôn. Chưa có dấu hiệu trơn trượt gì nha, em bán 40.000 mã 68 nha. Cô chú anh chị mua nhớ chốt á, là để cái, nhớ lưu ý cái mã giùm nghe nha. Ờ chốt mã 68. Rồi, thì em sẽ biết mã 68 là cái gì rồi. Thì em sẽ chốt cho. Rồi 40.000 mã 68 nha. Rồi qua mã 69. Mã 69 thì em có cái cây này. Cây này thì em cũng chưa có biết cái hình thức là nó có đủ đồ hay không nha. Tại vì mình cũng chưa có xài, thành thử mình không có biết cây này. Trả lại nó cũng không có để cái số của nó là bao nhiêu. Em chỉ có cái là lấy thước kẹt mà đo thôi. Cây này đầu của nó là 24 nha. Miệng này 24 nha. 24 thì cái số thông dụng cực kỳ luôn. Cây này không biết là cái hoặc có phải cây siết lực không, cái này thì em cũng không có gành nha. Đầu này không biết nó còn cái gì nữa không nha. Thì em thấy còn một cái đầu dặn cái lỗ bù lon vô đây. Đó, em thấy còn một cái gì đây nữa hay sao nè, mình cũng không có gành nha. Đó, thì em chỉ biết gì thì tính gì thôi. Nó thì miệng 28, ủa 24. Độ dài nó là 40 nha. Độ dài nó 40, 42 gì nè. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị mình là 70.000 nha. 70.000 một cây này. Đó, ai là xài được thì xài. 70.000. Mã 69 nha. Tại cây đó hình như nó cũng có giá giá trị đó. Cây này cây miệng 24 nha. Nó vừa có giá trị cây này mà nó vừa có giá trị cái miệng 24 hơi bị hiếm gặp lắm. Rồi 70.000 cây này mã 69 nha. Rồi tiếp tục mã 70 là anh có cây cành này. Đây, cây cành này. Cái cành này cái cành 1 phần 2 nha. Rồi một lát em sẽ lên cần tự động rồi luôn. Cũng thì nguyên một chút nó lên luôn, nguyên chút nó luôn. Đây.
Cây này của KTC nha, hàng thương hiệu đàng hoàng nha, KTC nha. Đó. Cây này cần lực, giữ dàn lực luôn nha, mượn nó tới để đây sao 12.7 mm. Để đo ra thử là cái cần đó. Cái cần nó là phi tới 16 đó nha, nó để 12.7 mm là tôi chỉnh cái đầu 1/2 nó 12.7 ha. Rồi đúng rồi. Đây, đầu nó 1/2 đạn thì còn luôn nha. Rồi cây này còn rất là chắc nha, không có thấy dấu hiệu gãy vỡ hay trơn vợt gì luôn, chỉ có cái sạm bên ngoài thôi. Đó. Cây này thì em bán cho cô chú anh chị mình là 100.000 nha, 100.000. Còn ai có muốn cần đầu khẩu á, gắn vô dặn á, thì cần đầu khẩu hoặc là cây nối thì cái đó em tính riêng mỗi ký là 120.000. Đó thì ví dụ cô chú anh chị có cần thêm thì nhắn tin qua cho em. Lấy thêm đầu khẩu máy đó em chọn coi đủ không, ví dụ có số nào em báo số đó, chứ cây nói dài hay cây nói ngắn gì đó thì mình báo cho em như mình có chốt thì mình lấy luôn cũng được. Còn ai đã có đầu khẩu rồi mua cần này không em cũng nhắn bán nha. Cần này 100.000, mã 70 nha, 100.000. Cần này nó dài được 35 nghe cô chú anh chị mình, độ dài nó được 35. Rồi đây mã 70 100.000. Rồi qua mã 71 nha. 71 thì em có một cái cần tự động. Đây cần tự động này thì trên đây thì trước mắt thì em không thấy nó đóng mộc mạc gì trên đây cho nghe, nhưng mà ở nó giá trị hơn cái những cái dòng mà ở cái sau này là cái phá bằng mũ nha. Này là cái phá bằng sắt luôn. Phá bằng sắt luôn, nó có giá trị hơn cái phá bằng mũ. Đây, nó cũng còn thích như mới luôn. Tiếng kêu thì khỏi có chê rồi. Kêu còn chắc tiếng lắm nha, ảo chiều ok hết. Thảo chiều toàn bộ ok hết nha. Rồi cây này là của cái mã 71. Cây này em bán cho cô chú anh chị mình là không biết bán nhiêu cũng vừa luôn, 80.000. Đó, ai có cần đầu khẩu thì cho em hay, em soạn thêm. Mà nhưng mà cái soạn thì cũng phải chậm cho em chút nha, hơi lâu một chút, tại vì công chuyện thì em cũng lu bu nhiều chuyện lắm. Ví dụ mình có mua thì mình muốn cần đầu khẩu thêm cứ nhắn tin qua đi, rồi em rảnh giờ nào còn đi một ngày gì cũng gì em cảm thấy là có thời gian là em đi thọn liền, đừng mình phải đi luôn cái lô hàng này luôn cho ta, cái mã hàng luôn cho ta. Rồi mã 71 em bán 80.000 thôi nha. Rồi qua mã 72. Đây mã 72 là hai cây này mà em bán viên nha, nói từ cây đi, nhưng mà hai cây này nó có xài một cỡ một thôi. Đó, xài một cỡ một thôi. Em đăng trước ba cây luôn, ba cây có cỡ một nha. Đây là chín cây hai ly nha. Áo chiều bình thường. Ba phần tư nha. Đây, cái nào cũng đảo chiều ngon lành. Còn như là mới luôn. Cây này 50 nha. Mã 27. 72 chứ 72. 50. Đây, mã 72 50 nha. Rồi mã 73 nó thôi, còn cây này thì để lại đi sau đây. Năm hai cây thôi cho nó rút ngắn thời gian lại chút đi. Mã 73 cũng 50. Còn ai có cần đầu khẩu thì cho anh hay. Đây. 73 nha, 50k. Rồi qua mã 74. Còn nhiều đồ lắm nha cô chú anh chị mình. Mã 74 đây. Mã 74 thì em có một cây cây đuôi chuột 17. Đó, cây đuôi chuột 17 của Tốt nha. Cây này còn nước sơn rồi luôn, đầu cổ thì khỏi chơi, em bao luôn, bao hàng này biết luôn.
cây 17 nha. Rồi cây này em bán 80.000. Nó là hàng hệ. Tại nó của tớp. À, 74. 80.000. Đây. Rồi con 75. 75 thì em có cây 17 17 21 nha. Cây 17 21 hiệu của nó là Hakubi. Đây cây này như mới chưa xài luôn. Còn khít cực kỳ khít luôn, cầm gì mà hơi bị gít tay nè, dặn hơi nặng đó. Chó đồ này kia còn ngon lành. Em bao luôn, không trơn trợt trong ngoài gì luôn nha. Rồi cây 17 21 này. Rồi em bán cây này 60.000. Tại cái dòng 17 21 á là nó nói chung là nó nhiều lắm, nó không có giá trị bằng những cái số kia. Nãy em cho nó mấy chục, 60 rồi. Rồi cây 17 21 này em để cho thưa quý anh chị mình 60 mã 75 nha. Mã 75 60.000. Rồi mã 76. Mã 76 đây. Đây một cây 17 21 nữa. Thằng này của Sanki nha, cũng 60.000 luôn nha. Đó, của Sanki luôn, cũng còn như mới luôn. Còn chạy ngon lành luôn nha. Đây. Đó, cũng 60.000 luôn nha. Mã 76. Đây mã 76 nha. 60. Rồi qua mã 77. Cây này. Cây này thì nó cũng là 17 21 nhưng mà cây này nó trâu bò nha, nó xài cũng chó ngoài nhưng mà găng to nha. Nó lực hơn cái dòng mà em mới nói. Nó rất là lực hơn nha. Đây. Đây, thương hiệu đồ đóng ngoài này. Cây này lực hơn dữ dằn luôn. Rồi cây này em vẫn bán cho cô chú anh chị 60 luôn. Rồi mã 77 nha, 60 nha. Rồi mã 78 cũng là 17 21 nhưng mà cái đầu 21 đầu dài nha. Ok luôn, của thằng MCC nha. Đảo chiều ngon lành, không trơn trợt không gì chân nha. Đó, cây này cũng vẫn là 60.000 luôn. Cây này thì nói chung là ngoại hình nó xấu hơn mấy cây nãy giờ nhưng mà được có cái đầu đó, có cái đầu dài giá trị hơn. Mã 78 cũng 60.000 luôn. Đây mã 78 cũng 60.000 luôn nha. Rồi qua mã 79. Mã 79 thì em có cây 26 21 nha. Cây này đảo chiều cũng ngon lành luôn. Đó, chạy nghe tiếng mà khỏi có chê luôn. Đó. Rồi cây này em cũng vẫn bán là 60.000 luôn, bán đồng giá luôn. Nó nặng hơn có chút xíu à. Thôi để cho cô chú chị mình 60 luôn, ai muốn lấy 60.000 cây này. Cây 21 26 nha. Rồi tới cây 27. 27 một số nha. Đây. Chạy ngon lành. Con này chó nằm trong nha. Cây này của Super nha. Này của Super, cây này em bán 60.000 luôn. Bao miệng mồm luôn. 60.000. Mã 80 nha. 60.000. Rồi qua 81. 81 là cây 30 nha. Đây cây 30. Cây này của Super luôn nha. Cây này cũng của Super, cây này còn chạy ngon lành luôn. Cây nào nói chung là hàng này giống như hàng lựa mà. Mã 81 em bán cây này tới 70 nha. Cây này hơi to hơn. 70.000, cây 30. Số là số 30 nha. Rồi đây mã 81 70.000. Rồi qua mã 82. Mã 82 đây thì em có hai cây cá bướm nha. Cây bướm, cây cá. Đây, mọc mẹo đàng hoàng nha. Mọc đẹp luôn. Kéo không có mẻ nha. Nói chung như cây này đi thì nó hơi chưa nhẹ. Do có cái điều kiện là hàng bãi mà để trong bao trong kiện nó giặt qua giặt lại nó hơi tưa tưa cái này một chút. Còn cây kéo bướm này đây. Cây kéo bướm này thì hình
như nó cũng có hộp nằm trong này luôn nè. Vô cái tay này nó quẹo xuống chút. Đó, cây này thì nó hơi xấu ngoại hình hơn chút, lượng cũng hơi xấu hơn chút. Rồi cặp này em bán cho cô chú anh chị mình 60 ngàn nè. Một cặp này 60 ngàn, cây này như mới luôn. Cặp gì 60 ngàn. Hai cây này nha, tình trạng thì coi theo đồ nha. Rồi mã 82, cây bướm, cây cá. Cây cá bướm, cây cá cá là 60 ngàn. Bán luôn. Đây, 60 ngàn hai cây này. Mã 82 nha. Rồi qua mã 83. Đây em có hai cây này luôn. Cây này hàng hệ luôn, hàng siêu vip luôn, sạch như mới luôn, mỏng mẻo đàng hoàng nha. Cây này thì cây cá đúc nha. Đó. Cá bướm đúc nhưng cây này không có mọc nha. Cây này thì lành lặn nha. Đó. Lữ đồ nghề kia ngon lành. Rồi một cặp này em vẫn bán 60 luôn. Mã 83, 60. Mã 83 nha. 60 ngàn. Rồi qua mã 84. Mã 84 thì em có hai cây này. Đó. Đi một cặp gì đi cho dễ. Cây này có mọc nha, mọc đẹp nha. Lữ hơi tưa em vuốt nhẹ lên nha. Đây, cây này thì đẹp hơn nãy giờ mấy cây kia. Rồi cây này thì em cũng không thấy có mọc có chữ gì chứ nha. Rồi cặp này cũng 60 ngàn luôn. Ai muốn lấy cặp nào đó lấy. Mã 64. 60 ngàn luôn. Đây, hai cây 60 ngàn nha. Rồi qua mã 65 thì có một cái cây này. Cây này quýt chung với cặp này luôn. Hai cây này luôn. Cây này là cây siêu mini nha. Cây này tỉa ghế, tỉa nhánh dâm đồ thì khỏi có bàn cãi tới rồi. Nó quá nhỏ luôn. Rồi một cây này. Cây này thì kéo rất to nha, mọc đàng hoàng nha. Cây này mới như chưa xài luôn. Đó. Rồi cặp này. Cặp này nó giá trị cái cây này nha. Đó. Siêu mini. Mà bén nha, mũi nhọn, mũi còn nguyên vẹn hết nha. Cây này thì chiều dài nó... chiều dài lưỡi nó có được có bốn tới cốt, nó có bốn phân à, nguyên nó là được một tấc hai nha, nguyên cây nó được một tấc hai. Còn cây dài đây, cây dài thì nó được là một tấc 85, tấc 9. Rồi cặp này em vẫn bán 60 ngàn luôn nha. Đó, nó quyết nhất là cái cây nhỏ đó, 60 ngàn luôn. Cây nhỏ đó giờ bung ra mua cây nhỏ đó không 30 ngàn, coi chừng em muốn bán đó, bù qua bù lại thôi, mua hai cây thì 60 ngàn. Rồi đây hai cây này 60 ngàn, mã 85 ngàn. Rồi qua mã 86. Đây 86 thì em có cây kìm bấm này. Đó, đây thương hiệu có nha, Kakuta nha. Kìm bấm này thì xây nhỏ nha, kìm bấm này xây của nó là được 18 nha. Đó, rồi so còn ngon lành luôn. Cái này mà anh em nào mà bằng nhà tiền chế hoặc làm cái ngành ton ha, bẻ là mà hoặc làm đồng xe rồi đó, bấm vào cái ton đồ này kia giữ lại, mình thao tác mình bằng rất là hay nha. Cây này còn đẹp long lanh luôn. Rồi cây này em bán 150 ngàn nha. Đó, cây kìm bấm mã 86 nha. Mã 86 em bán 150 ngàn. Đây mã 86 nha, 150 ngàn. Rồi qua mã 87. À, để em đem qua bên này chút xíu. 87 đây em có ba cây vít này nha, một cây ba ke, một cây dẹp BS2 hết nha. Cây ngắn này cũng vậy luôn. Đó. Cây ngắn này của Vietcell nè. Cây này có đóng nha, đầu đóng đàng hoàng nha. Mũi thì cô chú anh chị mình khỏi có bàn cãi tới cái vấn đề mũi rồi. Tại cái lô này là lô giống như hàng lựa mà. Mũi dít đồ này kia rất là đẹp nha. Đó, cây này thì em không có vệ sinh, em vô sau. Cây này cũng hàng dạng thương hiệu nè.
Rồi ba cây vít này em bán 50.000, hai cây bự. Tính ra mỗi cây như 20.000, cây nhỏ 10.000. Đó, ở đâu mà ra ba cái vít gì 50.000 mới sợ luôn. Vít đẹp chứ không phải là vít xấu, miệng mồm em bao luôn. Không trơn trợn, không có gãy vỡ gì luôn. Rồi mã 87 nha. Em bán 50.000. 50.000 ba cái vít. Đây, mã 87 50.000 ba cái vít này. Đúng không? Rồi tới mã 88. Đây mã 88 em ba cái này. Rồi để thêm cái này luôn. Đây, bốn cái này. 60.000. Đẹp long lanh luôn, không có chê được nào nữa chứ. Nói chung hàng là hàng hệ luôn nha. Bốn cây này 60.000 nha. Không gãy vỡ, không siêu dẹo, không trơn trật gì luôn. Bốn cây dứt như gì 60.000, mã 88. Chia đầu cây 15.000. Ở đâu mua được cây dứt 15.000? Có đi tới nước ngoài cũng mua không được đâu nha. Rồi bốn cây dít này mã 88 60.000. Rồi qua mã 89. Tám chín này thì em có ba cây này. Đây, quýt là quýt hai cây này. Hai cây này cặp này cô chú anh chị ra chợ ra thị trường chợ mua hai cây cặp này không 60.000. 60.000 coi chừng mua không được. Là nó hàng chợ nghe chứ mình chưa tính tới cái hàng thương hiệu đó. Rồi, em bán ba cây này 50.000. Ba cây đầu cổ ngon lành hết nha. Mã 89. Vít này thì bữa nay nói chung là cô chú anh chị mua về xài không có ngủ cây nào luôn. Mã 89 em bán 50.000 luôn ba cây này luôn. Nhìn qua nhìn lại chứ có lời là đẩy à, chứ không có bàn cãi. 50.000 mã 89 nha. Đây. Rồi tới mã 90. Mã 90 thì em lựa lộn xộn. Đây, mã này hơi mắc hơn chút nha. Một cây vít thục nha. Cái vít thục này em sẽ bỏ cho cô chú chị một mũi ba cây và một mũi dẹp nha. Đó, còn cây vít này. Cái vít này là cái vít đầu rồi nha. Đầu nó có một khúc gì thôi, nó gắn vô đây. Đó, giờ nó dính vô đây nè. Em sẽ để cho cô chú anh chị mình là cũng hai đầu luôn, một đầu ba ke, một đầu dẹp. Em sẽ mở cái này ra em bỏ vô. Đó, mở cái này ra em bỏ vô. Đó, cho cô chú anh chị một cái đầu dẹp nữa. Là hai cây. Rồi một cây này, cái vít này có thể mình mở rồi mình gỡ cái đầu này mình thay bằng đầu khác, nhưng mà giờ tạm thời giờ em không ngờ chưa thấy cái đầu dẹp giống cỡ này. Đó, giờ em bán nguyên cây vậy thôi. Rồi một cây này cũng ba ke luôn nha. Nói chung là mũi mà ngon lành. Còn cái vít thục đây hoạt động bình thường nha. Đó, cái phá nó là ngay cái niềm này, đảo chiều nó ngay đây. Nó đảo chiều thì mình nhặn nhẹ vô cái mình kéo xuống hoặc kéo là đẩy lên là nó đi. Đây mình thục đây, trên tay thì nó chạy nha, trên tay nó gít nó không chạy. Đây cho chú chị cái nghị thục nè. Đó, thì em sẽ để cho cô chú chị mình hai cái mũi vít luôn. Rồi phá lại là mình đè sát vô rồi mình dặn ngang cái là siết lại nha. Rồi bốn cây này em bán 100.000 nha. Cái vít thục này giá trị lắm. Đó, cái vít thục này không là 50.000 đó. Rồi bán ba cây này có 50.000 nữa. Đó, tính ra như nhiêu đây 100.000. Rồi mã 90 nha. Rồi mã 90 100.000. Đây mã 90 100.000 nha cô chú anh chị mình. Mã 90 bốn cây này 100.000. Rồi qua mã 91. Đây mã 91, mã 92. Cái này là hai mã nha. Đó, hai mã. Hai cây này là hai cây hồ lô, hai cây hồ lô thì em không có bán chung được nha, nó giá trị dữ lắm. Rồi. Hai cây hồ lô BX2 không? Cây dài cây ngắn nha. Đó. Cây này thì đầu nó hơi to, giận ốc hơi tù hơn chút nha.
Còn cái đầu này hơi nhỏ, tại thiết kế nó gì vậy nha, chứ không phải cây này em mòn nha. Rồi mỗi một cây gì em bán 40.000 nha, luôn cả cây này luôn, 40.000 luôn. Cây này thì nó là dít dẹp bản bự nha, bản nó tới gần 2 thân gì lắm, để em đo cho. Rồi từ từ em sẽ dán tem lên, em nói cho ngang ba cây hết luôn đi rồi em sẽ dán cái tem lên. Rồi cái miệng này là bản nó được 20 nha, 2 phân đó. Đó, vuông nè, đầu này đầu đóng nha, cực kỳ là ngon luôn. Rồi mỗi một cây như vậy là 40.000, ai muốn lấy cây nào lấy. Đây mã 90 mốt 40.000, mã 91 nha cô chú anh chị mình. Cây này cũng khá nặng á, để em đo chiều dài luôn cho, để nhiều khi mất hỏi lời mất câu lắm. Chiều dài được 25 nha, mã 91 40.000. Mã 92 cây hồ lô ba tắc, cái hồ lô ba tắc 40.000. Đây hồ lô này đẹp nha, dài đẹp, tổng nó là ba tắc nha. Cái đầu hồ lô này cho phép được đóng nha, đừng thấy bằng mũ gì không dám đóng, cho phép đóng luôn, cho phép đóng nha. Tại cái dòng hồ lô là nó gì vậy. Rồi 40.000. Rồi cây hồ lô ngắn, cây hồ lô 2 tắc 5 cũng 40.000 luôn, mã 93 nha, mã 93 cũng 40.000 luôn. Đó, ai muốn chọn cây nào chọn. Rồi 40.000 luôn. Cây này ra thị trường cô chú anh chị mình, nếu trong hộp cô chú anh chị mình mua phải bạc trăm. Đó là nói đơn sơ vậy thôi, nhưng mà ở đây thì chất lượng nó cũng không có còn không có kém nhiều đâu cô chú anh chị cứ yên tâm. Rồi tiếp tục tới mã 94. 94 hiện ba cái cây dũa. Thì đây có một cây dũa bản, bản nhỏ, một cây dũa bá huyệt. Rồi một cây dũa bản to to hơn chút. Đó. Và một cây dũa dũa gỗ loại bản lớn. Là 4 cây nha. 4 cây này. 4 cây này thì nó có cây này nó hơi đắt nha. Cây này thì cô chú anh chị nếu buôn ra mua cũng phải 40-50 ngàn, 50-60 ngàn mới có mua cây này được. Thì em bán cho cô chú anh chị mình 4 cây này. Em bán 80.000 nha. Hàng này còn ok hết nha. 4 cây này 80.000, 4 cây dũa này. Mã 94 nha. 80. Nó mắc là mắc cây dũa gỗ lớn đó. Cây dũa gỗ lớn nó không tới đâu 50.000 gì rồi. Bán lẻ ở đây cũng vẫn trên 50.000 nữa. Rồi ba cây dưới thì tính mua đồng nhân cây 10.000 nữa thôi. Đó, rồi, 94. 80.000. Rồi qua 95. 95 thì ba cây nha, một cây bản, một cây bán nguyệt nhỏ và một cây dũa gỗ bán nguyệt luôn. Với một cây dũa tròn. Đây, 4 cây này. 4 cây này em bán 60.000 nha. Ủa sợ sao? Bốn cây này 60.000 nha. Mã 95. Đi luôn vô đi. Đi luôn đi ra đây. Đúng không? Mã 95 60.000 nha. 4 cây này. Cây 15.000. Ở đâu mà ra? Nội cây dũa gỗ bán được nó không là mấy chục ngàn rồi. Chứ khỏi nói tới mấy cây kia. Rồi 4 cây này 60.000. 95. Rồi qua mã 96. Mã 96. Đây mã 96 thì có cặp này. Cặp này. Một cây nhỏ này giống như chưa xài nha, xài rồi, có xài rồi nhưng mà rất ít, vừa một cây dẹp này. Đó. Đây thì em cũng đo luôn. Cho nó chắc ăn. Rồi cây cây nhọn thì nó dài được 1 tấc 7 nha. Còn cây dẹp thì dài được 2 tấc. Cây này không biết bán nhiêu luôn. Rồi cặp này em bán 70.000 nha. Cây 30, cây 40. Tại đây cái dòng này nó đẹp lắm. 70.000. Hai cái đục này. Mã
96 nha, hai cây đục đó. Rồi qua mã 97. Trên bãi thì em có cặp này. Đây một cây dẹp còn rất là đẹp nha. Rồi giờ một cây trắng to. Cây này là nó để 22 nhân cho 200 nha. Tất nhiên độ dài là 2 tấc. Phi nó là phi 22 nha. Đó. Đây. Rồi cặp này em bán 60 ngàn nha. Mã 97. Thì bữa nay chắc có lẽ mình chia thành hai clip. Đó. Thì 100 mã clip đầu này, rồi về sau còn nhiêu thì tính nhiêu. Rồi, đây mã 97 nha. 60 ngàn. Rồi qua mã 98. 98 thì có hai cây này. Đây. Hai cây này. Cây này thẳng thớm lắm nha, trên đây thì nó hơi nó sợ chắc độ cắn cái tay hay gì á, là nó băng băng thêm một mớ băng keo trên cái cán này. Đó, ok hết nha. Đó. Cặp này em bán 50 ngàn nha. Cặp này em bán 50 ngàn. Mã 98. Hai cây này 50 ngàn. Rồi qua mã 99. Đây mã 99 thì em có cặp đục gỗ này. Đây cặp đục gỗ nha. Cây này thì nó có hơi sừ sừ, về mình mài sơn lại cái xương lại cái. Hai cây này đều có mọc mạc hết nha. Một cây thì 9 ly. Một cây khoảng 2. Rồi cặp này em bán 60 ngàn nha. Cặp đục này em bán 60 ngàn. Cặp đục gỗ mã 99, 60 ngàn. Cây có 30 ngàn. Đục chợ cô chú anh chị mình có bu bỏ tiền ra giờ mua cây đục chợ, giờ con không có cây nào dưới 35-40 ngàn cho nha. Có bây giờ nhỏ lớn cách mấy nữa, cô chú anh chị chạy lên chợ mua cây đục gỗ cũng nằm dạng từ 40 ngàn, 35-40 ngàn. Em bao luôn nếu mà giá mà ở đây không bao giờ thấy cao hơn cho mà đục chợ được. Rồi mã 99 nha, 60 ngàn hai cây. Rồi qua mã 100. Đây mã 100 em bán hai cây này. Cây ngắn cây dài, một cây ngắn thì nó già nó được là 2.4 nha. Còn cây dài này nó có là 7 phân, 7 ly. Có 7 ly nha. Rồi, thì cặp này em vẫn bán 60 ngàn nha. Mã 100 hai cây đục gỗ này. 60 ngàn. Đục gỗ thì bên em cũng còn nhiều lắm nhưng mà em còn không có kịp cô chú chị ơi. Mã 160 ngàn, 30 ngàn một cây. Rồi mã 101. Cho nên hết mấy cây đục gỗ này đi rồi hảo qua cái clip sau. Đây. Cặp này thì đẹp nha. Cặp này thì cây lớn được 9 phân, ủa 9 ly. Cây nhỏ được 6 ly nha. Cây 9 ly, cây 6 ly thì đục mà bản lớn thì bên em chưa có chọn ra được nha. Thì em chỉ chọn được sau em đăng vậy thôi. Rồi cặp này cũng 60 ngàn mã 101 nha. Cũng 60 ngàn luôn. Rồi mã 101 là 60 ngàn luôn. Rồi em kết thúc cái clip 1 đây nha. Rồi qua cái clip 2 thì cô chú anh chị theo dõi. Còn búa này, còn sao em còn tìm thử sau ở sau nhiều lắm nha. Đó. Rồi đợi cái clip sau mình đem các